Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 246, Long Lực. Đám người nhìn về phía âm thanh phát ra, người tới chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Khương Quốc xảy ra chuyện lớn như vậy thì sao hắn có thể không biết cho được, hơn nữa hắn cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm trước cục diện hiện giờ, bởi vì hắn nhận được tin tình báo từ Túy Tiên Lâu, biết được sau lưng mấy quốc gia này có học viện thương mộc đế quốc Đại Vân, thế giới ngầm chắc chắn cũng xen tay vào. Diệp Huyên đi vào trong đại điện, ta sẽ tới Ninh Quốc một chuyến. Hiện giờ Ninh Quốc chính là uy hiếp lớn nhất với Khương Quốc, nhưng hắn chưa từng quên chính hắn cũng là quốc sĩ Ninh Quốc, hắn tới Ninh Quốc sẽ hiệu quả hơn những người khác nhiều. Khương Nguyên do dự một hồi, sau đó nói, thái độ của Ninh Quốc không rõ ràng, nếu ngươi tới đó, ta sợ rằng. Diệp Huyên cười đáp, quốc chủ cứ yên tâm, ta có đủ năng lực tự vệ. Và lại Ninh Quốc sẽ không ngu xuẩn đến mức vây giết ta đâu. Bọn họ làm như vậy thì chẳng khác nào kéo thù hận cả. Khương Nguyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, vậy cũng được. Diệp Huyên gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Khương Nguyên đột nhiên nói, tan chiều. Nói xong ông ta quay người rời đi. Trong đại điện vẫn ầm ĩ tiếng nghị luận. Khương Nguyên đi tới điện dưỡng tâm, ở bên trong, Khương Việt Thiên đang ngồi trên mặt đất chơi đùa với một con cún màu đen. Khương Nguyên trầm giọng nói, mấy nước đột kích, tình cảnh trước mắt của Khương Quốc rất tệ. Khương Việt Thiên bình thản nói, thù hận giữa nước ta và Đường Quốc sớm đã chồng chất lâu ngày, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Về phần Việt Quốc và Sở Quốc thì chỉ là quân cờ của Học viện Thương Mộc Đế Quốc Đại Vân mà thôi, đương nhiên cũng không thể khinh thường bọn chúng được. Khương Nguyên trầm giọng đáp, điều con kiêng kỵ chính là Học viện Thương Mộc Đế Quốc Đại Vân sau lưng bọn chúng. Khương Việt Thiên trầm mặc hồi lâu mới đáp, không sao, bọn chúng không dám đưa cường giả vạn pháp cảnh tới, đừng nói tới việc bên trên có người hộ đạo, người sau lưng Diệp tiểu tử đủ để dọa bọn chúng cảm thấy sợ hãi rồi. Nói tới đây, ông ta từ từ đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, nói, lần này là một nguy cơ, nhưng cũng là một kỳ ngộ đối với Khương Quốc chúng ta. Hiện giờ phải xem thái độ của Ninh Quốc là như thế nào. Ninh Quốc. Đó là quốc gia mạnh mẽ nhất trong khu vực quanh đây. Không có quốc gia nào không kiêng dè cả. Quan trọng nhất là cho tới giờ không có ai biết Ninh Quốc đã mạnh mẽ tới mức nào rồi. Học viện Thương Lan. Sau khi bàn giao một số việc, Diệp Huyên thẳng tiến tới Ninh Quốc. Lần này hắn sẽ đi một mình, không dẫn theo bất kỳ ai, dù sao lần này đi để đối thoại chứ không phải là để đánh nhau. Hiện giờ Học viện Thương Lan đã đi vào quỹ đạo. Có ba người mặc vân khởi trông coi là đủ rồi. Bên trên thuyền bay, Diệp Huyên lấy ra một tấm lệnh bài trong tay hắn hiện giờ chính là tấm lệnh bài Thác Bạt Phu tặng cho. Quốc sĩ Ninh Quốc, thật ra hắn cũng không quá quen với thân phận này, dù sao thì hắn cũng là người Khương Quốc, hình như không có bất kỳ quan hệ gì với Ninh Quốc cả. Nhưng như vậy cũng tốt, có thân phận này thì hắn có thể dễ dàng đối thoại với Ninh Quốc rồi. Dường như nghĩ đến chuyện gì. Hắn vận chuyển huyền khí trong cơ thể, truyền vào trong lệnh bài. Rất nhanh sau đó, tấm lệnh bài bắt đầu rung lên, sau đó, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào trong cánh tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay hắn căng phồng lên, hiện giờ hắn cảm thấy cánh tay phải của mình tràn ngập một luồng sức mạnh vô cùng bá đạo, giống như khi vận dụng đại địa chi lực vậy. Nhưng huyền khí trong cơ thể hắn gần như bị hút cạn chỉ trong nháy mắt. Kiếm liên tú rung lên, biểu thị bất mãn. Diệp Huyên vội vàng ngừng lại, hắn vừa ngừng lại thì luồng sức mạnh bên trong cánh tay cũng biến mất theo. Diệp Huyên cảm thấy ngạc nhiên, hắn không ngờ tấm lệnh bài này lại khủng bố tới vậy. Trước đó hắn chưa từng để ý tới. Đây đúng là một bảo bối. Diệp Huyên cảm thấy hưng phấn, tương lai khi đối địch với người khác thì món trang bị này sẽ hỗ trợ rất nhiều, hắn phải nghiên cứu cẩn thận mới được. Đáng tiếc là thứ này tiêu hao huyền khí kinh khủng quá. Không biết kích hoạt một lần sẽ phải cắn nuốt bao nhiêu linh thạch. Phải sử dụng cẩn thận mới được. Sau khi trở thành viện trưởng thì càng ngày tiền càng vô dụng. Trong thuyền bay, Diệp Huyên tiến vào tháp giới ngục, tiếp tục tu luyện. Chỉ cần có thời gian thì hắn sẽ không thư giãn bất kỳ giây phút nào. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Hai ngày sau, tới Ninh Quốc. Thuyền bay vừa dừng lại thì Diệp Huyên đã nhảy xuống dưới, đi thẳng tới Hoàng cung Ninh Quốc. Lần này hắn đại diện cho Khương Quốc tới đây, bởi vậy hắn vừa mới vào thành thì đã có sứ thần Khương Quốc tới đón tiếp. Người tới là một ông lão nhỏ gầy, khi vừa nhìn thấy Diệp Huyên thì ông ta đã vội vàng đi tới,
cung kính hành lễ, kính chào Diệp quốc sĩ, ta đã chuẩn bị xong tiệc tối rồi, mời quốc sĩ. Diệp Huyên lắc đầu, cắt ngang lời ông lão nhỏ gầy, dẫn ta thẳng tới Hoàng cung Ninh quốc đi, công chuyện quan trọng hơn. Ông lão nhỏ gầy không dám nói gì thêm, vội vàng gật đầu, sau đó lập tức dẫn Diệp Huyên tới Hoàng cung Ninh quốc. Trước đại điện Hoàng cung Ninh quốc, Diệp Huyên và ông lão nhỏ gầy đợi hơn nửa canh giờ nhưng vẫn không có ai ra gọi bọn họ vào. Diệp Huyên cảm thấy bất thường, hắn nhìn ông lão nhỏ gầy bên cạnh, ông lão chảy mồ hôi lạnh, đáp, thuộc hạ cùng không biết sau nữa. Diệp Huyên im lặng một hồi, đang định lấy lệnh bài ra để tiến vào trong thì đúng lúc này có một cô gái từ phía xa đi tới. Cô gái này mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc ngang vai, dáng người lồi lõm, rất quyến rũ, mê người. Khi thấy cô gái này, Diệp Huyên lập tức thay đổi, tại sao lại là cô? Cô gái trước mặt chính là cô gái áo đen từng phát sinh quan hệ với hắn ở trong rừng cây. Thác Bạt Ngạn đi tới trước mặt Diệp Huyên, gương mặt vô cảm. Diệp Huyên vội vàng ép bản thân giữ tỉnh táo, hắn nghiêm mặt nói, ở đây là Hoàng Cung. Ninh quốc đó ta có quan hệ sâu đậm với quốc chủ Ninh quốc, ta khuyên cô chớ có làm loạn, nếu không thì... Hừ, cô hiểu chứ hả? Chương 247, cô xong đời rồi. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, mặt không cảm xúc. Ở bên cạnh Diệp Huyên, ông lão nhỏ gầy đương nhiên nhận ra Thác Bạt Ngạn, khi thấy Diệp Huyên không biết Thác Bạt Ngạn thì ông ta định giới thiệu, nhưng đúng lúc này Thác Bạt Ngạn đột nhiên bình tĩnh nói, cứ để mặc hắn biểu diễn tiếp đi. Ông lão nhỏ gầy. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn thế nào? Hắn đang âm thầm đề phòng, hắn hiểu rất rõ thực lực của cô gái trước mặt, tuyệt đối không thể chủ quan được. Thác Bạt Ngạn bình thản nói, thế nào? Ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Diệp Huyên im lặng một hồi, sau đó đáp chuyện khi trước. Đúng lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên ra tay. Gần như ngay cùng lúc đó, Diệp Huyên đấm ra một cú. Ầm! Một tiếng nổ vang trời phát ra, thân thể Diệp Huyên bị chấn bay, lùi về sau mấy trượng. Khi thấy vậy, ông lão nhỏ gầy cách đó không xa lập tức ngẩn ra. Đánh nhau! Chuyện quái quỷ gì vậy trời? Thác Bạt Ngạn nhìn ông lão nhỏ gầy, lui xuống dưới. Ông lão nhỏ gầy đương nhiên không dám chống lại, lập tức vội vàng xoay người rời đi, về phần Diệp Huyên ấy hả, ông ta không quan tâm tới nữa. Vừa đến đã đánh nhau, chắc chắn là có vấn đề. Thác Bạt Ngạn nhìn về phía Diệp Huyên, được đó, mới không gặp chưa được bao lâu mà thực lực của ngươi đã tăng lên khá nhiều. Diệp Huyên lắc nắm đấm, cô đúng thật là, ban đầu là cô muốn hại ta trước, cô có còn chịu nói lý lẽ nữa hay không vậy? Thác Bạt Ngạn cười lạnh, lý lẽ? Ai mạnh thì lẽ phải đứng về phía người đó. Chẳng phải vậy sao, ngươi? Đúng lúc này Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, ngay sau đó, một cú đấm mang theo tiếng xé giò đánh thẳng vào mặt Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn cười lạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó một chưởng đánh ập xuống phía trước. Xẹt xẹt. Một tia sét mạnh mẽ bay ra khỏi lòng bàn tay nàng ta. Ầm. Diệp Huyên bị luồng sức mạnh to lớn này đánh bay về phía sau năm trượng, trên cánh tay hắn có một dòng điện không ngừng chạy tán loạn, ngoài đó ra, cả cánh tay hắn đều tê tê. Thác Bạt Ngạn đứng đối diện Diệp Huyên bình tĩnh nói, chỉ vậy thôi sao? Diệp Huyên im lặng một giây, sau đó chân phải hắn đột nhiên đạp mạnh lên mặt đất. Ầm. Mặt đất dưới chân hắn lập tức nổ tung. Bản thân hắn thì đã xuất hiện ở trước mặt Thác Bạt Ngạn, đánh ra một đấm. Nhưng trong cú đấm này mang theo lực đấm và chiến ý. Uy lực mạnh mẽ vô song. Mặt Thác Bạt Ngạn không chút cảm xúc, bàn tay ngọc ngà vươn ra phía trước, ngay lập tức, toàn bộ cánh tay phải của nàng ta rung động liên hồi, sau đó vô số dòng điện như một tấm lưới, bao trùm lấy nắm đấm của Diệp Huyên. Xẹt xẹt. Vô số tia điện bắn ra xung quanh. Những tia điện trong tay Thác Bạt Ngạn ngăn cản cú đấm của Diệp Huyên lại, lúc này chiến ý và lực đấm của hắn bị những tia điện này cắn nuốt từ từ. Không chỉ như vậy, những tia điện kia bắt đầu lan tràn ra xung quanh cơ thể hắn. Diệp Huyên cảm thấy kinh ngạc, định lui lại, nhưng đúng lúc này thì Thác Bạt Ngạn ép tới, tóm lấy nắm đấm của hắn, chân ngọc giơ lên, đá thẳng vào vị trí giữa chân. Nếu như cú đá này trúng đích thì e rằng đời này hắn không thể có con cái được nữa rồi. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, chân phải hắn đạp mạnh một cái. Ầm. Một luồng kiếm ý từ trong cơ thể hắn phóng ra xung quanh, sau khi luồng kiếm ý này xuất hiện, dòng điện quanh người hắn lập tức bị chấn nát, ngay sau đó,
Cánh tay phải Diệp Huyên đột nhiên đẩy ra trước, xoay tròn. Ầm. Thác Bạt Ngàn bị chấn lùi về sau mấy bước, cú đá chí mạng của nàng ta đương nhiên là đã thất bại. Thác Bạt Ngàn vừa dừng lại thì Diệp Huyên đột nhiên lao nhanh tới phía trước, sau đó tung một cú đấm về phía Thác Bạt Ngàn. Một quyền đánh vỡ đầu ngươi. Lần này hắn đã hạ quyết tâm rồi. Bởi vì hắn phát hiện ra cô gái trước mặt rất mạnh, chỉ cần có chút khinh thường thì đó chính là tự tìm đường chết. Lúc này trong đôi mắt Thác Bạt Ngàn cũng tỏ thái độ nghiêm túc. Cú đấm này của Diệp Huyên không hề đơn giản chút nào. Nàng ta cũng không dám coi thường, tay phải dần nắm chặt lại, sau đó một dòng điện bao trùm lấy nắm đấm của nàng ta. Cùng lúc đó, vô số dòng điện từ dưới chân lan tràn ra trước mặt. Lúc này cú đấm của Diệp Huyên đánh tới. Thác Bạt Ngàn nhắm hai mắt lại, tung ra một cú đấm. Cứng đối cứng. Dầm. Hai người vừa chạm vào nhau đã tách ra, vô số tia điện bắn tung tóe ra khắp nơi, Diệp Huyên lại bị chấn bay, lùi về sau 10 trượng, nhiều vị trí trên cánh tay phải của hắn đã cháy đen. Cho dù Thác Bạt Ngàn cũng lùi về sau nhưng chỉ lùi lại chừng 2 trượng, không cần nghi ngờ gì, Diệp Huyên lại rơi vào thế hạ phong. Diệp Huyên lắc cánh tay đang tê dại của mình, chân mày nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện ra điểm bất thường. Đã đánh nhau lâu như vậy mà không có ai xuất hiện. Có vấn đề. Diệp Huyên nói với Thác Bạt Ngàn, cô không phải người bình thường. Thác Bạt Ngàn mặt không cảm xúc, rút kiếm ra đi. Rút kiếm. Diệp Huyên do dự đôi chút, sau này nói, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, làm vậy không tốt lắm thì phải. Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế được không? Đúng lúc này, Thác Bạt Ngàn đột nhiên biến mất khỏi chỗ đó, ngay lập tức có một tia chớp lóe lên. Tia điện này mang theo uy lực trời đất. Uy thế vô cùng lớn, những nơi nó đi qua, mặt đất lập tức hóa thành tro tàn, đáng sợ tột cùng. Khi thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên thấy kinh hãi, lần này hắn không dám giữ lại chút gì nữa. Kiếm Liên Tú lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn, sau đó một luồng kiếm lóe lên. Kiếm ý cùng chiến ý. Hai loại ý cảnh ngưng tụ, hơn nữa còn có kiếm thế. Cho dù một kiếm này không phải là nhất kiếm định sinh tử nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Những nơi Diệp Huyên đi qua, mặt đất nổ tung lên. Rất nhanh, luồng kiếm quang và điên quang cùng nổ tung. Ầm. Một tiếng nổ chấn động đất trời vang vọng khắp nơi, sau đó hai bóng người bị chấn bay, liên tục lùi lại phía sau mấy chục trượng. Khu vực trước mặt hai người thì hoàn toàn hỗn loạn. Kiếm Liên Tú trong tay Diệp Huyên chấn động liên hồi, kiếm mang không ngừng lấp lóe trên thân kiếm. Thác Bạt Ngàn ở phía đối diện mặt không cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Đúng lúc này, một toán binh sĩ đột nhiên từ bốn phương tám hướng chạy tới, vây quanh họ. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngàn, cô xong đời rồi. Nói ra hắn lấy một tấm lệnh bài ra. Lệnh bài quốc sĩ. Khi nhìn thấy tấm lệnh bài này, tất cả binh lính xung quanh đều ngẩn người, sau đó quỳ một gối xuống, đồng thanh hô, bái kiến quốc sĩ. Chương 248, cô không mang thai đó chứ? Quốc sĩ. Địa vị này vô cùng cao, phải nói là gần bằng với quốc chủ. Diệp Huyên gật đầu hài lòng, sau đó vung tay lên, bắt nàng ta lại cho ta. Nghe vậy, sắc mặt đám binh lính ở đó đều trở nên quái dị. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hắn giơ tấm lệnh bài trong tay lên, thứ này vô dụng hả? Đám người! Lúc này, Thác Bạt Ngàn đột nhiên phất tay, đám binh lính kia lập tức lui lại, tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Huyên. Thác Bạt Ngàn đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, tốc độ tăng trưởng thực lực của ngươi rất không tầm thường. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô là ai? Thác Bạt Ngàn cười lạnh, ngươi nói thử xem. Diệp Huyên cười khổ một tiếng, hắn không hề ngốc, đương nhiên hiện giờ đã đoán ra được thân phận của người con gái này. Hắn không biết tên quốc chủ Ninh Quốc là gì, nhưng hắn biết quốc chủ Ninh Quốc là nữ, không nghi ngờ gì nữa, chính là người trước mặt. Thác Bạt Ngàn. Sắc mặt Diệp Huyên có phần phức tạp, nữ nhân này chính là quốc chủ Ninh Quốc. Thác Bạt Ngàn nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể quay về rồi. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ đôi chút, sau đó vội vàng đuổi theo, lúc này Thác Bạt Ngàn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Diệp Huyên, sao hả? Diệp Huyên trầm giọng nói, lần này ta tới đây là đại biểu cho Khương Quốc. Thác Bạt Ngàn lạnh lùng đáp, yên tâm. Ninh Quốc ta sẽ không xuất binh tấn công Khương Quốc đâu. Ninh Quốc sẽ không tham gia vào chuyện lần này.
Nghe vậy Diệp Huyên lập tức thả lỏng, hình như hắn nghĩ tới chuyện gì đó, nói có muốn làm một chuyện lớn hay không hả? Thác Bạt Ngạn bình thản nói, muốn Ninh Quốc kết minh với Khương Quốc, cản tai vạ cho Khương Quốc sao? Diệp Huyên lắc đầu. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta đang suy nghĩ lần này có mấy quốc gia tấn công Khương Quốc, đây là một lần khiêu chiến, nhưng cũng là một kỳ ngộ đối với Khương Quốc ta, chắc hẳn ngươi cũng hiểu ý của ta mà. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, ta sẽ không để Ninh Quốc bị cuốn vào trong chiến tranh đâu. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này Thác Bạt Ngạn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ở khu vực quanh đây có một đoàn lính đánh thuê, chỉ có 12 người, ai đấy cũng là cường giả thông u cảnh đỉnh cao, nếu như ngươi có tiền thì có thể mời bọn họ đi hỗ trợ. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cần bao nhiêu tiền để mời bọn họ? Thác Bạt Ngạn bình thản nói, ít nhất cũng trên 100 triệu kim tệ. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyên co rúm lại, trên 100 triệu kim tệ đó. Quá đắt con mẹ nó rồi. Không mời nổi đâu. Lúc này Thác Bạt Ngạn nói tiếp, nhưng chắc chắn là xứng đáng. Quan trọng nhất là đừng để Đường Quốc mời được bọn họ, nếu không thì ngươi sẽ rất đau đầu đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta không có tiền. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể vay mà. Vay. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, mượn ai? Cô hả? Thác Bạt Ngạn bình tĩnh nói, muốn mượn ta ấy hả? Cũng không phải là không thể, nhưng ta cần đặt cọc. Nói tới đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chắc hẳn bảo vật có thể hấp thu đại địa chi lực đang ở trên người ngươi nhỉ. Đại địa chi lực. Đạo tắc. Trong lòng Diệp Huyên lập tức cảnh giác, cô gái này đang chú ý tới đạo tắc. Không có cửa đâu. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta không biết ngươi đang nói gì cả, nếu như Ninh Quốc không muốn xuất chiến, vậy ta xin cáo từ. Nói xong hắn xoay người rời đi. Thác Bạt Ngạn lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Đúng lúc này, một ông lão và bà lão xuất hiện sau lưng Thác Bạt Ngạn, ông lão trầm giọng nói, đám người kia có hành động lớn, nhưng không rõ là gì, tóm lại lần này chắc chắn Khương Quốc sẽ tổn thất nặng nề. Hai mắt Thác Bạt Ngạn từ từ nhắm lại, lệnh cho toàn bộ thám tử dưới tay ông đi ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng phải nắm giữ tất cả tin tức. Ông lão gật đầu, ta biết rồi. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyên vốn đã rời đi đột nhiên quay trở về. Thác Bạt Ngạn thất thần. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, do dự một chút rồi mới nói nhỏ, không, không phải là cô đã mang thai đó chứ. Thác Bạt Ngạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 249, Kiếm Tiên, Tiện Tiên. Thác Bạt Ngạn đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Dầm. Một bóng người bay ra ngoài mấy chục trượng. Chính là Diệp Huyên. Cách đó vài chục trượng, Diệp Huyên đập mạnh xuống dưới đất, khiến mặt đất xuất hiện một hố sâu. Sắc mặt Thác Bạt Ngạn tái xanh, định ra tay thêm lần nữa thì Diệp Huyên ở phía xa xa vừa đứng dậy đã chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất. Thấy Diệp Huyên chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Thác Bạt Ngạn đột nhiên bật cười. Giận quá hóa cười. Mang thai. Đương nhiên nàng ta rất để ý tới chuyện này, thực tế thì nàng ta không hề mang thai. Đúng lúc này Diệp Huyên đột nhiên quay trở lại. Nụ cười trên gương mặt Thác Bạt Ngạn lập tức trở nên lạnh lẽo. Diệp Huyên cách Thác Bạt Ngạn khá xa, hắn vuốt lồng ngực đang cảm thấy hơi khó chịu của mình, sau đó nói ta sẽ trở thành kiếm tiên. Thác Bạt Ngạn bình thản nói, liên quan gì tới ta? Diệp Huyên chân thành nói, nếu như ta trở thành kiếm tiên, vậy chẳng phải cô đã ngủ cùng với kiếm tiên rồi sao? Thác Bạt Ngạn nheo mắt, có phải là ngươi muốn chết hay không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chẳng lẽ không đúng hay sao? Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên hồi lâu, sau đó nói kiếm tiên. Ta không biết liệu ngươi có trở thành kiếm tiên hay không, ta chỉ biết rằng ngươi chắc chắn sẽ thành tiện tiên. Diệp Huyên. Thác Bạt Ngạn không nói gì nữa, quay người rời đi. Nhưng ngay sau đó nàng ta ngừng lại, có phải kiếm tiên hay không cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần là một người nam nhi có ý chí, trọng tình trọng nghĩa, cho dù hắn không phải kiếm tiên thì ta vẫn tôn trọng hắn. Nói xong, nàng ta rảo bước rời khỏi đó. Diệp Huyên đứng ở chỗ cũ, im lặng một hồi lâu mới xoay người rời khỏi. Sau khi nhận được câu trả lời của Thác Bạt Ngạn, Diệp Huyên thở phào một hơi, chỉ cần Ninh Quốc không ra tay thì tình cảnh của Khương Quốc vẫn chưa rơi vào bước đường cùng. Trước cửa thành, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa,
Hành động lần này của mấy nước không chỉ nhắm vào Khương Quốc, mà còn nhắm vào hắn và Học viện Thương Lan. Hắn biết Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm không muốn để hắn trưởng thành. Nhưng cũng may đối phương không dám phái cường giả trên vạn pháp cảnh tới, cho dù là vậy thì hắn cũng không dám khinh thường. Khi nãy đánh một trận với Thác Bạt Ngàn khiến hắn hiểu rằng trong thần hợp cảnh vẫn có những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Trước đó hắn không dùng hết sức nhưng Thác Bạt Ngàn cũng không dùng hết sức, nếu như liều chết, hắn cũng không tự tin là sẽ chiến thắng được Thác Bạt Ngàn. Đương nhiên hắn cũng không phải là dễ chơi. Hắn vứt bỏ suy nghĩ trong đầu đi, đang định rời khỏi thì một ông lão lưng còng đi ngang qua bên cạnh hắn đột nhiên rút một thanh dao găm từ trong tay áo ra, chém ngang nhắm vào bụng hắn. Nhanh! Rất nhanh, giống như rắn độc tấn công vậy, khiến mục tiêu khó lòng phản ứng. Hiện giờ Diệp Huyên không thể nào né tránh được, hắn cũng không hề tránh né, khi ông lão chém lên trên bụng hắn thì hai nắm đấm của hắn đã từ hai bên trái phải đánh lên đầu đối phương. Ầm! Đầu ông lão lập tức nổ tung. Diệp Huyên liên tục lùi về sau mấy bước, phần bụng hắn có một vết rách, máu tươi trào ra. Đúng lúc này, mấy luồng sáng lạnh lẽo không phát ra bất kỳ âm thanh gì xuất hiện ở yết hầu, sau gáy, dưới đùi hắn. Một luồng sáng đều nhắm thẳng vào điểm yếu. Căn bản không thể lui. Diệp Huyên cũng không định lui, tay phải hắn xòe ra, kiếm liên tú lặng lẽ xuất hiện, ngay sau đó, hắn cầm kiếm quét ngang một cái. Tiếng kiếm ngâm vang vọng. Ầm. Ánh sáng lạnh vỡ nát toàn bộ, mấy cái bóng xuất hiện ở đối diện Diệp Huyên, cách hắn vài chục trượng. Mấy cái bóng mơ hồ này không tiếp tục ra tay mà quay người lại, biến mất. Một kích không thành công thì lập tức trốn chạy. Diệp Huyên không hề đuổi theo, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa còn ẩn giấu hơi thở, hắn không thể nào đuổi theo được. Sát thủ. Sắc mặt Diệp Huyên sầm xuống, không cần phải nói, đây chắc chắn là sát thủ thế giới ngầm phái tới. Đám sát thủ này rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tàn nhẫn, một đòn không thành công sẽ lập tức bỏ trốn. Nếu như đám sát thủ này nhắm vào tướng sĩ hoặc binh sĩ của Khương Quốc, không thì nhắm vào đám học viên của Học viện Thương Lan thì đó chắc chắn là một trận đại nạn. Sau khi im lặng một hồi, Diệp Huyên quay người đi vào trong thành. Chừng 15 phút sau, hắn ra khỏi thành, sau đó đi thẳng ra phía ngoài thành. Trong dãy núi mênh mông, Diệp Huyên chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc thì hắn đã tới trước một đình nghỉ mát, có một nam tử nằm trong đình. Vểnh chân lên bắn chéo, cầm hai quả cầu sắt đen nhánh ở trong tay. Diệp Huyên đi vào trong đình nghỉ mát, nam tử kia nhìn Diệp Huyên, mù hả. Lúc này, một luồng kiếm ý và kiếm thế mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy nam tử kia, chỉ trong nháy mắt, cả tòa đình nghỉ mát rạn nứt. Hai mắt nam tử nhắm lại, tông sư kiếm đạo. Diệp Huyên ngồi xuống bên cạnh, bàn một vụ làm ăn nhé. Nam tử bình thản nói, các hạ biết quy định của chúng ta chưa? Diệp Huyên gật đầu, biết. Nói xong, hắn lấy một tấm thẻ đen ra. Khi nhìn thấy tấm thẻ đen này, nam tử không kìm được lòng, đánh giá lại Diệp Huyên. Tấm thẻ đen này là thẻ cao cấp nhất của Túy Tiên Lâu, nói một cách khác thì nó là thứ tượng trưng cho thân phận. Sau khi im lặng một lúc, nam tử đứng dậy, đi theo ta nào. Diệp Huyên đi theo sau nam tử kia. Dưới sự dẫn đường của nam tử kia, hai người xuyên qua một đỉnh núi, đi tới một thung lũng. Trong thung lũng có mấy chục căn nhà, giống như một thôn trang vậy, chỉ là thôn trang này rất vắng vẻ, căn bản là không có bất kỳ ai. Nam tử dẫn Diệp Huyên tới trước một giếng nước, lúc này có một cô gái đang lấy nước. Cô gái này chừng 20 tuổi, nửa trên mặc một chiếc áo vải thô, nửa dưới là một chiếc quần bó bằng vải thô, bên hông buộc một sợi dây gai, chân trần, không hề đi giày. Nam tử cung kính nói, đại tỷ, có việc làm ăn tới. Cô gái đó quay đầu lại nhìn Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên cũng dùng kiếm nhãn để quan sát bề ngoài của đối phương. Cô gái này không quá xinh đẹp, nhưng cũng rất dễ nhìn. Cô gái buông thùng nước xuống, ngồi lên một tảng đá ở trên đất, vụ làm ăn gì? Diệp Huyên nói, bảo vệ người. Cô gái đó lắc đầu, chúng ta chỉ giết người. Diệp Huyên nói, không khác gì nhau cả. Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, bảo vệ khó hơn giết người. Diệp Huyên im lặng. Một lúc sau, cô gái đó đột nhiên nói, đương nhiên không có chuyện gì là tiền không giải quyết được, tăng giá. 80 triệu kim tệ trở lên, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta thảo luận lại. Diệp Huyên nói, được. Cô gái đó lấy một cánh bánh từ trong ngực ra, cắn một miếng, đối thủ là ai? Diệp Huyên nói, Đại Vân Cảnh,
thế giới ngầm, học viện Thương Mộc. Mặt cô gái đó không chút cảm xúc, nhân đôi giá lên. Diệp Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Cô gái cắn một miếng bánh nướng nữa, bao nhiêu ngày? Bao nhiêu người? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, như này nhé, chúng ta đừng bàn tới những chuyện này nữa. Ta trả các ngươi 200 triệu, trong thời gian một tháng, các ngươi là của ta bảo các ngươi bảo vệ ai thì hãy bảo vệ người đó, ta bảo các ngươi giết người thì các ngươi giết người. Sao hả? Cô gái nhìn Diệp Huyên, nửa tháng. Diệp Huyên lắc đầu, một tháng, ta đưa riêng cho ngươi một quyển võ kỹ bậc địa. Võ kỹ bậc địa. Cô gái im lặng không nói. Diệp Huyên không nói gì, không gian trở nên tĩnh lặng. Không biết bao lâu sau, cô gái mở miệng, được. Diệp Huyên gật đầu, hiện giờ ta muốn thấy thực lực của các ngươi. Chương 250, thể võ kiếm tam tu. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không tin tưởng chúng ta sao. Diệp Huyên lắc đầu, chỉ muốn thấy một chút thôi, tiêu nhiều tiền như vậy mà không được nhìn sao. Cô gái nhìn về phía nam tử bên cạnh, nam tử gật đầu, sau đó hắn ta lập tức biến mất khỏi vị trí cũ. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra, quay người chém một nhát. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn sử dụng nhất kiếm định sinh tử, hơn nữa còn có cả kiếm ý và kiếm thế. Dưới nhát kiếm của Diệp Huyên, nam tử kia lập tức bị chấn bay ra ngoài mấy chục trượng, va lên một vách tường. Vách tường ầm ầm sụp đổ, đè lên người nam tử kia, nhưng ngay sau đó hắn ta đã bỏ ra ngoài, nhưng lúc này máu tươi đã tràn ra từ khóe miệng. Trường kiếm trong tay Diệp Huyên chỉ xéo xuống đất, hắn nhìn về phía cô gái ở gần đó, chỉ vậy thôi sao? Cô gái kia nhìn Diệp Huyên, mặt không cảm xúc, tông sư kiếm đạo, lợi hại lắm sao? Diệp Huyên đang định nói gì thì một bóng người đột nhiên từ phía sau lưng xông tới. Hai mắt Diệp Huyên nhắm lại, tay phải cắm kiếm xuống mặt đất, sau đó hắn quay người lại, đột nhiên đấm ra một cú. Một quyền đánh vỡ đầu ngươi, ầm. Một tiếng nổ vang lên, sau đó, Diệp Huyên lùi về sau chừng 10 bước, còn nam tử đầu chọc ở trước mặt hắn liên tục lùi về phía sau, mãi tận vài chục trượng mới dừng lại được. Nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Lúc này cánh tay phải của hắn ta đang run lên. Diệp Huyên quay mặt nhìn cô gái kia, chỉ vậy thôi sao? Cô gái kia cắn một miếng bánh nướng, sau đó nói, tông sư võ đạo, tông sư kiếm đạo. Nói xong, nàng gật đầu, sau đó cất chiếc bánh nướng vào trong ngực. Đúng lúc này, có một nam tử gần đó đi tới, đại tỷ, người này không cần ngươi ra tay đâu. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, một nam tử đi về phía hắn. Người này cởi trần. Tay phải cầm một thanh trường thương, thân thương rất to và nặng, một tay nắm không hết. Nam tử đi tới trước mặt Diệp Huyên, không nói nhảm gì cả, đâm thương tới. Một thương này bá đạo tới cực hạn. Thương thế. Thương ý. Hơn nữa nam tử này đã đạt tới thông u cảnh. Cao thủ chân chính xuất hiện rồi. Diệp Huyên rút thanh kiếm trên đất ra, bổ nhanh về phía trước mặt. Một kiếm này vẫn là nhất kiếm định sinh tử. Không chỉ như vậy, nó còn có cả kiếm ý và chiến ý. Hai loại ý cảnh. Một kiếm chém xuống, ầm. Trường thương trong tay nam tử này chấn động liên hồi, ngay sau đó, cả người lẫn thương bị chấn bay ra ngoài vài chục trượng. Hắn ta vừa mới dừng lại, chân chạm xuống đất thì khiến mặt đất nứt toác ra. Nam tử trường thương nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, kiếm võ song tu. Diệp Huyên không hề trả lời nam tử trường thương mà nhìn về phía cô gái áo vải cách đó không xa, xin lỗi, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi không đáng với cái giá đó. Nói xong hắn cất kiếm, xoay người rời đi. Thực lực của mấy người chiến đấu với hắn không hề yếu, phải nói là mạnh, nhưng những người này không đáng giá nhiều tiền như vậy. Hắn chịu chi tiền, nhưng sẽ không tiêu tiền bậy bạ đâu. Khi Diệp Huyên mới đi được vài bước, cô gái áo vải ở phía sau hắn đột nhiên biến mất. Sau đó, hắn xoay người chém xuống một kiếm. Không chút coi thường, vẫn dùng toàn lực. Nhưng khi một kiếm này chém tới giữa không trung thì đột ngột ngừng lại, bởi vì chẳng biết từ khi nào ngón tay của cô gái áo vải đã đè vào dưới nách hắn, cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức lan tỏa ra toàn thân. Nhưng đó chỉ là khởi đầu mà thôi, ngón tay cô gái áo vải đột ngột hóa thành trường, đánh về phía yết hầu của hắn, tốc độ rất nhanh. Mũi chân Diệp Huyên điểm nhẹ lên mặt đất. Định lùi về phía sau. Nhưng chẳng biết từ khi nào bàn chân trần của cô gái áo vải đã dẫm lên mu bàn chân phải của hắn. Cú dẫm mạnh này ngăn cản hành động lùi về sau của hắn. Cùng lúc đó,
Một chưởng của cô gái áo vải đánh vào yết hầu của Diệp Huyên. Ầm. Diệp Huyên liên tục lùi ra sau 10 trượng, mỗi một bước đều khiến mặt đất nứt ra. Cô gái áo vải không ra tay tiếp, nàng nhìn Diệp Huyên, thể võ kiếm tam tu. Diệp Huyên đang định nói gì thì một tàn ảnh đột nhiên lóe lên từ phía xa, phóng tới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó vô số tàn ảnh bao phủ Diệp Huyên. Rầm 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 rầm. Từng âm thanh trầm đục không ngừng vang lên, mỗi khi một tiếng vang lên, Diệp Huyên sẽ liên tục lùi về phía sau. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, Diệp Huyên đã lùi về sau 20 trượng. Ngay khi hắn dừng lại, người trước mặt đã biến mất, mà chẳng biết từ khi nào, ở sau lưng cô gái áo vải ở nơi xa đã có một nam tử tà mị con đang đứng đó. Dáng người nam tử này rất gầy, có thể nói là gầy như que củi vậy, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén. Diệp Huyên lau máu tươi trào ra từ khóe miệng, hắn nhìn về phía đám người cô gái áo vải ở phía xa xa, khóe miệng cong lên, đám người này đều là nhân tài đó. Nếu như họ gia nhập vào học viện Thương Lan thì... Vừa nghĩ tới đây, tay phải hắn đột nhiên mở ra, kiếm liên tú biến mất, thay thế vào đó là kiếm đại hắc. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, một luồng đại địa chi lực kinh khủng lập tức hội tụ quanh người hắn. Lúc này... Sắc mặt đám người cô gái áo vải cách đó đều trở nên nghiêm nghị. Chương 251, rời lực. Mời chào. Hiện giờ Diệp Huyên đã nảy sinh suy nghĩ mời chào đối phương. Nhưng hắn biết rõ nếu muốn mời chào những người này thì phải đánh cho bọn họ phục, vậy mới có cơ hội. Kẻ mạnh làm vua. Bởi vậy lần này hắn đã để lộ ra lá bài tẩy đại địa chi lực. Theo việc đại địa chi lực liên tục tiến vào trong thân thể. Hai tay hắn chậm rãi nhấc kiếm đại hắc lên. Vào lúc này, một luồng kiếm thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Diệp Huyên phóng ra, luồng thế này lập tức bao phủ đám người cô gái áo vải lại. Kiếm thế. Lúc này kiếm thế của hắn gần như đã đạt tới đỉnh cao. Răng rắc. Phòng ốc xung quanh và mặt đất bắt đầu rạn nứt. Sắc mặt đám người cô gái áo vải càng thêm nghiêm nghị. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm đại hắc, xông thẳng về phía trước. Nhất kiếm định sinh tử. Đám người trước mặt đều không phải hạng bình thường, hắn căn bản không dám nương tay, lập tức thi triển ra một kiếm mạnh nhất của mình. Ngay khi Diệp Huyên vừa ra tay, hai mắt cô gái áo vải nhắm lại, chân phải nhẹ nhàng rời về sau nửa bước, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất. Cùng lúc đó, hai tay nàng kết thủ ấn, chỉ trong nháy mắt, một luồng thế vô cùng kinh khủng lập tức ngưng tụ ở quanh thân thể, vào thời khắc này, cơ thể nàng có phần hư ảo. Khi trọng kiếm trong tay Diệp Huyên đánh tới, chân phải cô gái áo vải nhẹ nhàng trà lên mặt đất, tay phải của nàng điểm nhẹ về phía trước. Cái điểm này đánh lên trên kiếm đại hắc của Diệp Huyên. Rầm. Kiếm đại hắc bị chặn đứng lại, nhưng hai luồng sức mạnh khổng lồ kia như một cơn gió lốc lan ra khắp xung quanh. Ngoài Diệp Huyên và cô gái áo vải kia, tất cả mọi người bị chấn lùi về sau 30 trượng, tất cả những căn phòng trong phạm vi 50 trượng lập tức ầm ầm sụp đổ. Không chỉ như vậy, mặt đất dưới chân hai người cũng nứt nẻ, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Huyên và cô gái áo vải không hề động đậy. Một lúc sau, cô gái áo vải thu tay về, lùi về sau một bước. Khi chân nàng chạm xuống đất, toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, như là có động đất vậy. Diệp Huyên thu kiếm đại hắc về, sắc mặt có phần nghiêm nghị, ngươi di rời lực lượng trên kiếm của ta. Rời lực. Cô gái trước mặt không chỉ ngăn cản một kiếm của hắn mà còn rời phần lớn lực lượng trong một kiếm này đi, đó là chuyện vô cùng đáng sợ. Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Vụ làm ăn này có làm nữa hay thôi? Diệp Huyên im lặng một hồi, sau đó nói có, nhưng tạm thời ta chỉ có thể trả cho các ngươi 100 triệu, số còn lại tới kỳ sẽ trả, không có vấn đề gì chứ. Cô gái áo vải lắc đầu, phải trả toàn bộ. Diệp Huyên lắc đầu, không được. Cô gái áo vải bình thản nói, vậy thì không cần bàn tiếp nữa. Diệp Huyên mỉm cười, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi làm lính đánh thuê như vậy có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Đám người cô gái áo vải nhìn về phía Diệp Huyên chỉ vào bản thân mình, các ngươi nghe nói về ta rồi chứ? Cô gái áo vải lắc đầu, chưa từng nghe qua. Mặt Diệp Huyên đen lại, sao nữ nhân này lại chẳng biết đùa gì vậy? Hắn ho nhẹ một tiếng. Sau đó nói, chắc hẳn các ngươi đã nghe tin học viện Thương Mộc ở Khương Quốc bị tiêu diệt rồi chứ? Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn nói gì hả? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, nếu như ta đoán không lầm thì rất hiếm khi các ngươi có việc làm ăn,
bởi vì các ngươi chào giá quá cao, hơn nữa số tiền đó nhiều khi có thể mời được cường giả vạn pháp cảnh đỉnh cao rồi. Nói tới đây hắn dừng lại trong giây lát, sau đó mới nói có muốn làm một vụ lớn hay không. Cô gái áo vải ngồi bên cạnh, nàng lấy ra một chiếc bánh nướng, cắn một miếng, sau đó lại lấy ra một cây hành. Sắc mặt Diệp Huyên có phần mất tự nhiên, sao cô gái này giống kỳ tham ăn, thích ăn như vậy hả trời. Một lúc sau, cô gái áo vải lên tiếng, nói thử đi. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô gái áo vải, ngồi xuống, hắn vẽ một vòng tròn lớn ở trên đất, sau đó nói, các nước tấn công Khương Quốc, chuyện này là một nguy cơ, nhưng cũng là một kỳ ngộ với Khương Quốc ta. Nếu như các ngươi bằng lòng thì có thể đi theo ta làm một vụ lớn. Cô gái áo vải cắn một miếng hành, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, làm như nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, cướp, đi cướp tiền của chúng. Nghe vậy, tất cả đám người kia đều đưa mắt nhìn nhau. Cướp của một quốc gia. Chưa ai từng làm chuyện đó đâu. Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục, trước tiên cướp đường quốc, cướp quân nhu, cướp quân lương, cướp quốc khố của bọn chúng, có dám không hả? Đúng lúc này, nam tử trường thương ở bên cạnh đột nhiên nói, nguy hiểm lắm. Diệp Huyên bình thản nói, đều là hạng liếm máu trên lưỡi đao, sợ quái gì nguy hiểm. Ta chỉ hỏi các ngươi có dám hay không, dám thì chúng ta sẽ làm một vụ lớn. Nếu như không dám cũng không sao cả, ta trả tiền cho các ngươi đi theo ta, nhưng cướp được thứ gì cũng không có phần của các ngươi đâu. Vậy nên các ngươi có thể lựa chọn, thanh toán một lần duy nhất hay là chia ra. Lúc này đám người đó túm tụm lại, bắt đầu thảo luận, có người đồng ý cũng có người có ý khác. Thậm chí có người cảm thấy Diệp Huyên là hạng lừa đảo, không đáng tin cậy. Không biết bao lâu sau, cô gái áo vải đột nhiên khoát tay, đám người kia lập tức yên tĩnh. Cô gái áo vải nhìn về phía Diệp Huyên, sao ta có thể tin tưởng ngươi được? Diệp Huyên đứng lên, nếu như ngươi tin thì ta không cần nói gì ngươi cũng sẽ tin. Nếu như ngươi không tin, ta nói gì các ngươi cũng sẽ không tin, chẳng phải là vậy sao? Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên hồi lâu. Cuối cùng nàng đứng lên, phân chia đồ cướp được như nào. Diệp Huyên nói, chia 5 năm. Nam tử trường thương đứng cạnh lạnh lùng nói, một mình ngươi muốn lấy đi một nửa sao. Diệp Huyên nhìn nam tử trường thương, nếu gặp địch, ta sẽ đánh tên lợi hại nhất. Khóe miệng nam tử trường thương giật giật, hắn ta nhìn Diệp Huyên, cuối cùng cũng không nói gì, bởi vì người trước mặt quả thật rất mạnh. Cô gái áo vải đột nhiên nói, chia 5 năm cũng được. Nhưng nếu như lợi nhuận quá nhỏ hoặc ta cảm thấy ngươi không đáng giá như vậy, chúng ta có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Diệp Huyên đưa tay phải ra, đồng ý. Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, sau đó đưa tay phải ra vỗ lên bàn tay Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, ngươi có bao nhiêu người? Cô gái áo vải chu môi huýt sáo một tiếng, vài hơi thở sau, lại có thêm mấy người xuất hiện. Diệp Huyên đếm qua, tổng cộng 12 người. Tất cả đều là thông u cảnh. Và lại mọi người đều rất trẻ tuổi, đều chỉ chừng 20 mà thôi. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm nghị, đám người này chắc chắn không phải người bình thường. Cô gái áo vải nhìn về phía Diệp Huyên, hiện giờ ngươi chỉ huy. Diệp Huyên gật đầu, đi đường quốc nào. Cô gái áo vải lại chu môi huýt sáo một tiếng, rất nhanh sau đó, phía sau thôn trang bắt đầu rung động, mười mấy con sói đen thân thể lớn ngang trâu nhảy vọt ra bên ngoài, cả bầy sói đều có một bộ lông dài, đôi mắt sáng ngời. Hung dữ. Chương 252, ta lấy kiếm của ta làm mắt của ta. Yêu thú. Hơn nữa còn là yêu thú mạnh mẽ, đám sói này ít nhất cũng có thể sánh với lăng không cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, trong lãnh địa Khương Quốc có rất ít yêu thú, rốt cục đám người này là ai? Cô gái áo vải lập tức ngồi lên một con sói đen, nàng nhìn Diệp Huyên, ngươi thì sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, có thể cho ta một con không? Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, cuối cùng nàng lại huýt sáo thêm một tiếng nữa, rất nhanh sau đó, một con sói xông ra, con sói này đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không hề khách khí, nhảy lên, ngồi trên lưng sói. Diệp Huyên vung tay lên, đi, tới đường quốc. Vừa nói xong, con sói đen bên dưới người hắn đã nhảy vọt lên, xông thẳng ra bên ngoài. Rất nhanh, mười mấy con sói đen lao xuống dưới núi, biến mất trong rừng núi mênh mông. Diệp Huyên cảm thấy khá kinh ngạc, bởi vì tốc độ của đám sói đen này quá nhanh. Với tốc độ của bọn chúng, tối đa là nửa ngày sẽ tới được đường quốc. Lưỡng Giới Thành. Hiện giờ Lưỡng Giới Thành đóng kín cửa thành,
Vô số binh sĩ đứng kín trên tường thành, bên trong cũng được thành lập trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Ở bên ngoài lưỡng giới thành chừng ngàn trượng là một đội kỵ binh đen kịt. 100.000 kỵ binh giáp đen. Đội quân tinh nhuệ của Đường Quốc. Trên tường thành, Khương Cửu mặc một bộ giáp bạc, phong thái hiên ngang, chỉ là sắc mặt nàng ấy có phần mệt mỏi. Bên cạnh Khương Cửu, một người đàn ông trung niên mặc giáp nặng trầm giọng nói, Nguyên soái, chắc hẳn Đường Quốc đang chờ đợi binh sĩ Việt Quốc và Sở Quốc tới. Khi binh lính hai nước kia đến, chắc chắn bọn chúng sẽ lập tức tấn công. Khương Cửu gật đầu, nói cho tất cả các huynh đệ biết, không thể để mất lưỡng giới thành được. Nếu nơi này bị phá, vậy thiết kỵ của Đường Quốc sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào cả, bọn chúng có thể tiến quân thần tốc trong lãnh thổ Khương Quốc ta. Đến lúc đó, chiến trường sẽ nằm trên đất đai của Khương Quốc ta, vô số người sẽ chết đi trong chiến tranh, bởi vậy nơi này không thể mất được, cho dù chỉ là một tấc đất đi chăng nữa. Người đàn ông trung niên kia gật đầu, rõ. Nói xong gã quay người rời đi. Khương Cửu nhìn đám kỵ binh đen kịt ở phía xa, nhíu mày, học viện thương mộc, thế giới ngầm, ngươi phải đứng vững đó. Không biết bao lâu sau, nhóm người Diệp Huyên xuyên qua vô số dãy núi, cuối cùng đi tới trước một tòa thành cổ. Xuyên thành. Tòa thành này chính là thành trì gần lưỡng giới thành nhất của Đường Quốc, hậu cần của tất cả binh sĩ Đường Quốc đều ở trong tòa thành này, bởi vậy nơi này cũng có trọng binh canh gác. Lúc này, cô gái áo vải bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, trong thành có 2.000 binh lính tinh nhuệ, trong đó có 6 cường giả thông u cảnh, hơn 30 tên lăng không cảnh. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó nói, làm sao ngươi biết? Cô gái áo vải không trả lời, nàng nhìn về phía xuyên thành, trên 4 tường thành đều có binh sĩ, phòng thủ nghiêm ngặt, không thể âm thầm tiến vào mà không gây ra động tĩnh gì được. 13 người chúng ta dù tiến được vào trong thì cũng không thể ngăn 2.000 binh lính tinh nhuệ kia được. Và lại nếu khai chiến ở đây, đại quân Đường Quốc lập tức quay trở về phòng thủ thì chúng ta chết là chắc. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, hiện giờ phải làm như nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi biết lương thảo và quân lương của bọn chúng ở đâu không? Cô gái áo vải ngẩng đầu nhìn lên không trung, có một con chim ưng đen bay quanh bầu trời xuyên thành. Một lúc sau, cô gái áo vải trầm giọng nói, ở quân doanh phía bắc tòa thành này, nơi đó có trọng binh phòng thủ. Diệp Huyên gật đầu, biết được vị trí chính xác thì tốt. Cô gái thần bí nhìn Diệp Huyên, giờ làm sao? Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể đối cứng mà thôi. Cả đám người im lặng. Diệp Huyên nói, ta sẽ thu hút hỏa lực, các ngươi dùng toàn lực xông vào quân doanh, mang quân lương đi, đốt cháy lương thảo, được không? Cô gái áo vải nhìn về phía Diệp Huyên, rất có thể là ngươi sẽ chết đó. Diệp Huyên do dự trong giây lát. Sau đó nói, hay là ngươi đi thu hút hảo lực, ta đi trộm đồ nhé. Nghe vậy, mặt đám người cô gái áo vải đều đen lại, mẹ kiếp, thằng này đúng là vô liêm sỉ mà. Diệp Huyên cười đê tiện, các ngươi đi mau lên, để ta xem thực lực của các ngươi như nào. Nói xong hắn xong thẳng ra ngoài. Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, bình tĩnh nói, đừng để người Thanh Châu coi thường chúng ta, chuẩn bị ra tay nào. Cả đám người vận sức chờ đợi. Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ở nơi xa, có một sợi kiếm quang đột ngột đánh lên trên của thành xuyên thành. Ầm, cửa thành lập tức bị chia làm hai nửa. Diệp Huyên xông thẳng vào trong thành, nhưng vừa tiến vào trong thì đã bị một đám binh sĩ vây lại, hơn nữa càng ngày càng có nhiều binh sĩ bao vây hắn lại. Khi thấy càng ngày càng có nhiều binh sĩ, khóe miệng Diệp Huyên tạo thành một đường cong dữ tợn, ngay sau đó, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra. Ta lấy kiếm làm mắt của ta. Chương 253, Bạo Viêm Lạc. Kiếm nhãn. Khi Diệp Huyên mở hai mắt ra, hai sợi kiếm mang tựa như hai tia chớp, từ trong hốc mắt hắn bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục tên binh sĩ đứng trước mặt hắn bị hai sợi kiếm quang này đánh nát. Đánh nát luôn. Còn có gần 100 binh sĩ khác bị hai sợi kiếm quang này đánh trọng thương. Diệp Huyên không dừng lại, cầm kiếm liên tú trong tay. Tiếp tục xông về phía trước. Điều hắn cần làm hiện giờ là kéo dài thời gian cho đám người cô gái áo vải. Giết! Diệp Huyên cầm kiếm điên cuồng xông tới, những nơi hắn đi qua, chắc chắn có đầu người rơi xuống đất. Diệp Huyên xuất hiện dẫn tới ngày càng có nhiều binh sĩ trong thành chạy về phía bên này. Bên ngoài thành, cô gái áo vải đột nhiên nói, xông vào. Vừa dứt lời, 12 người cưỡi sói đen lập tức xông ra bên ngoài. Tốc độ rất nhanh,
Chỉ trong nháy mắt 12 người đã xông vào trong thành, thẳng vào trong quân doanh. Khi thấy cảnh này, đám binh sĩ đang vây quanh Diệp Huyên lập tức phản ứng lại, sắc mặt một tên tướng lĩnh trong số bọn chúng lập tức thay đổi, vội vàng giận dữ hét lên, về doanh. Mau trở về doanh. Rất nhanh đã có một vài binh sĩ vội vàng lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của bọn chúng không thể nhanh bằng đám cô gái áo vải được, chỉ trong thời gian chưa đầy 10 hơi thở, đám người cô gái áo vải đã xông tới trước quân doanh, lúc này đã có mấy trăm binh lính tinh nhuệ tập trung ở trước quân doanh. Khi thấy mấy trăm binh lính tinh nhuệ này, sắc mặt đám người cô gái áo vải đều trở nên nghiêm nghị. Cho dù cảnh giới của đám binh lính này không cao nhưng tuyệt đối không thể khinh thường được. Đám binh lính có sát khí, hơn nữa còn rất đông đảo, công thủ có trình tự, đối thủ như vậy rất khó đối phó. Hiện giờ bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Cô gái áo vải đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía một tên nam tử ở gần đó, Lăng Hàn. Tên nam tử tên Lăng Hàn đột nhiên bay lên trên không trung, hai tay chắp ở trước ngực. Ngay sau đó, một luồng khí nóng được lan tỏa ra trên không trung, sau đó hai cánh tay hắn ta bùng cháy. Trên không trung, khóe miệng Lăng Hàn tạo thành một đường cong dữ tợn, bảo viêm lạc. Vừa dứt lời, toàn thân hắn từ trên không trung lao xuống phía đám binh lính kia, chẳng khác nào một quả cầu lửa cả. Những nơi Lăng Hàn đi qua, không khí bị đốt cháy, hiện giờ hắn ta chói mắt như một mặt trời vậy. Võ kỹ bậc địa. Trong mắt đám binh lính bên dưới hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng không có bất kỳ ai lùi lại. Lúc này, một tên tướng lĩnh đứng sau lưng đám binh lính đột nhiên gầm lên, giơ khiên. Bịch. Mấy trăm binh lính giơ tấm khiên dài lên. Lúc này Lăng Hàn rơi xuống, đập lên trên. Ầm. Mười mấy tên binh lính bị đánh bay. Vô số ngọn lửa bắn tung tóe, trận hình của đám binh lính kia lập tức bị chia tách một nửa, lúc này, đám người cô gái áo vải xông thẳng vào trong quân doanh. Rất nhanh sau đó, cô gái áo vải tiến vào trong một lều vải, đám người ở sau lưng nàng ta thì ngăn cản ở bên ngoài. Cô gái áo vải quét mắt nhìn xung quanh, có mấy chục chiếc hòm sắt và ba chiếc hòm vàng đặt ở trong lều. Cô gái áo vải mở một chiếc hòm sắt ra, bên trong toàn bộ là kim tệ vàng óng ánh. Cô gái áo vải im lặng trong nháy mắt, sau đó nàng ta sải bước tới trước cái hòm vàng, tiện tay mở một cái hòm vàng ra, bên trong có đặt một thanh trường đao. Linh khí cực phẩm. Cô gái áo vải không quan sát quá lâu, đóng nắp hòm lại. Ngón cái nàng ta khẽ chạm lên chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ, ngay sau đó, toàn bộ số hòm ở trong lều lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cô gái áo vải quay người đi ra khỏi lều, hiện giờ bọn họ đã bị binh sĩ vây quanh. Hơn nữa ngày càng có nhiều binh sĩ chạy tới nơi này. Cô gái áo vải nhìn đám binh lính kia, ngay sau đó, nàng ta đột nhiên xông tới đám binh lính đó, theo sát ta, xông ra bên ngoài nào. Vừa dứt lời, tốc độ của nàng ta đột nhiên tăng vọt. Một vài tên binh lính còn chưa nhìn thấy rõ đã bị cô gái áo vải chấn bay ra bên ngoài. Cứ như vậy, dưới sự dẫn đầu của cô gái áo vải, đám người xông thẳng ra bên ngoài. Sau đó, cô gái áo vải huýt sáo một tiếng, bầy sói đen trước đó đã tránh qua một bên chạy vọt tới trước mặt cô gái áo vải, 12 người nhảy lên trên thân sói, xông thẳng ra bên ngoài thành. Khi bọn họ xông tới cửa thành thì Diệp Huyên đang chiến đấu với một đám binh lính. Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên ở gần đó chém ra một kiếm, tên binh sĩ ở trước mặt hắn bị nhát kiếm này chém làm hai nửa. Cùng lúc đó, mũi chân hắn điểm nhẹ lên mặt đất. Thân thể nhảy vọt tới sau lưng cô gái áo vải, ngồi chung với cô gái áo vải trên một con sói đen. Khi thấy cảnh này, sắc mặt đám người sau lưng cô gái áo vải lập tức thay đổi. Cô gái áo vải nhíu mày lại, nhưng không nói gì thêm cả, cưỡi sói đen phóng ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc họ đã lao ra khỏi tòa thành, nhưng ngay sau đó họ đã phải ngừng lại, bởi vì có mấy nghìn kỵ binh từ phía xa xa đang xông thẳng về phía bên này. Quay trở lại. Khi thấy cảnh này, cô gái áo vải nhíu chặt mày, lúc này Diệp Huyên đột nhiên nói, vào thành, ra từ một phía khác. Cô gái áo vải trầm giọng nói, như vậy sẽ tiến sâu vào trong lãnh địa Đường Quốc đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, không có lựa chọn khác. Cô gái áo vải không nói gì nữa, nàng ta vỗ nhẹ lên con sói đen ở dưới người, con sói đen quay người lại chạy vào bên trong thành, những người còn lại theo sát phía sau. Hiện giờ đám binh lính ở phía sau lưng đã bố trí lại trận hình. Một tên tướng lĩnh cầm đại kiếm trên tay, chỉ thẳng về phía đám người Diệp Huyên, gầm thét, cản bọn chúng lại. Giết! Vô số binh sĩ xông vọt về phía Diệp Huyên.
Diệp Huyên đột nhiên bay ra, ngay sau đó một thanh kiếm chém ngang, đầu vài tên binh sĩ bay ra ngoài. Cô gái áo vải cũng bay tới, cứ như vậy, hai người liên thủ với nhau đánh ra một con đường máu, ngay sau đó, đoàn người cưỡi sói biến mất. Đám binh sĩ hoàn toàn không thể đuổi kịp. Chương 254, từng giết vô số. Sau đó, có một đội kỵ binh đi tới dưới thành, một tên nam tử trung niên mặc áo giáp dẫn theo đội kỵ binh tiến vào trong thành, khi thấy thi thể chất đống ở bên trong, sắc mặt y trở nên tái xanh. Người đàn ông trung niên này chính là thống soái Bùi Khiếu Hổ thống lĩnh 100.000 kỵ binh giáp đen, y cũng là thống soái nổi tiếng nhất của Đường Quốc. Bùi Khiếu Hổ nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, lập tức cho người điều tra rõ thân phận của đám người này, thông báo cho quốc chủ, xin ngài phái Hắc Đao vệ tới đây hỗ trợ. Còn nữa, lập tức triệu hồi 30.000 kỵ binh tới, phong tỏa biên giới xung quanh, không thể để cho bọn chúng rời khỏi Đường Quốc được. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phương xa, truyền lệnh cho doanh cảm tử, bảo bọn họ không ngừng không nghỉ đuổi theo đám người kia. Rõ. Mấy tên ở sau lưng quay người rời đi. Bùi Khiếu Hổ nhìn chằm chằm phía cuối con đường, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lần này y không chỉ tổn thất quân lương mà còn có một vài món bảo vật mà y thu được. Phần lớn số bảo vật này đều là linh khí cực phẩm đó. Tổn thất nặng nề. Thật ra có thể để những thứ này ở trong nhẫn chứa đồ, nhưng như vậy thì rất phiền phức. Đầu tiên là do nhẫn chứa đồ quá đắt, hơn nữa những chiếc mua được đều chỉ là nhẫn chứa đồ không gian rất nhỏ. Nếu như muốn chứa đựng được những thứ đó thì tối thiểu phải mua mấy chục chiếc nhẫn chứa đồ, chỉ riêng việc này đã là một khoản chi tiêu khổng lồ, làm vậy không có lợi. Ngoài đó ra, nhẫn chứa đồ cũng không an toàn. Phải biết nhẫn chứa đồ ở trong tay một người, nhưng nếu người này gặp chuyện ngoài ý muốn thì số quân lương này phải làm sao đây? Và lại bên trên cũng không yên lòng khi tập trung toàn bộ quân lương ở trên một người. Nhất định phải đuổi theo, lấy về. Hai mắt Bùi Khiếu Hổ từ từ nhắm lại, nếu như không đuổi kịp, vậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là y không hiểu được Khương Quốc tìm được số cường giả thông u cảnh này từ đâu ra vậy, cả đám đều vô cùng kinh khủng. Đám người Diệp Huyên phi nước đại, ước chừng hai canh giờ sau, bọn họ tiến vào trong một khu rừng rậm rạp, cả đám người ngừng lại. Giờ khắc này, trên người bọn họ ít nhiều cũng có vết thương. Toàn thân Diệp Huyên toàn là vết thương. Lần này hắn đã được chứng kiến sức mạnh của binh sĩ, thực lực của một tên binh sĩ cũng không hề mạnh, nhưng khi bọn chúng tổ hợp lại với nhau thì kinh khủng vô cùng. Nếu như khi nãy bị mấy nghìn kỵ binh vây quanh, cho dù hắn sử dụng đại địa chi lực thì cũng chết chắc. Có thể nói khi hai quân giao chiến, cho dù là cường giả thần hợp cảnh thì cũng không có tác dụng gì lớn. Đám người này ngồi xuống, Diệp Huyên cũng chen chúc giữa mọi người. Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, sau đó nàng ta lấy nhẫn chứa đồ của bản thân ra, ngay sau đó, mấy chục cái hòm xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Huyên. Một người trong đó mở một chiếc hòm ra, bên trong chứa đầy kim tệ vàng óng ánh. Mắt mọi người lập tức sáng bừng lên. Chỉ có điều không có ai xuất hiện vẻ mặt tham lam cả, bởi vì họ đều đã từng trải sự đời. Cô gái áo vải nói, 38 chiếc hòm sắt, mỗi hòm tối thiểu có 2 triệu kim tệ, tổng cộng chừng 70 triệu kim tệ. 3 cái hòm vàng, tổng cộng 8 món linh khí cực phẩm, giá trị mỗi món linh khí cực phẩm chừng 5 triệu kim tệ. 100 triệu. Trên gương mặt mọi người đều nở nụ cười. Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, một nửa là của ngươi. Đám người cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói chia đều đi. Chia đều. Cả đám người ngẩn ra. Diệp Huyên trầm giọng nói, mọi người đều bỏ công sức, ta không có tư cách lấy nhiều như vậy, chia đều theo đầu người đi. Cả đám người không nói gì cả, nhưng ánh mắt của một số người khi nhìn về phía Diệp Huyên đã trở nên thân thiện hơn nhiều. Cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, ngươi nghiêm túc hả? Diệp Huyên cười nói, kiếm tu chưa bao giờ nói dối. Kiếm tu. Cô gái áo vải gật đầu, thiếu chút nữa thì nàng ta đã quên người trước mặt là một vị tông sư kiếm đạo. Cô gái áo vải trầm mặc vài giây, sau đó nói, người thu hút hỏa lực, nên được phân nhiều hơn một ít. Trong số 70 triệu kim tệ, ngươi nhận 20 triệu, về phần linh khí cực phẩm thì ngươi được 3 món, sao hả? Diệp Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Rất nhanh mọi người đã chia tiền xong. Có thể nói lần này tất cả mọi người đều thu hoạch kha khá, đặc biệt là hai người trong số đó còn nhận được linh khí cực phẩm thích hợp với bản thân. Sau khi mọi người đã nhận được phần của mình, cô gái áo vải nhìn về phía Diệp Huyên, hiện giờ phải làm gì?
Cả đám người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên ngẫm nghĩ một chút, sau đó đáp, chắc chắn kỵ binh Đường Quốc sẽ đuổi theo sau chúng ta không thể quay trở lại được, chỉ có cách tiến tới trước. Cô gái áo vải trầm giọng nói, rất có thể Đường Quốc sẽ vận dụng cường giả vạn pháp cảnh. Diệp Huyên đáp, yên tâm đi, bọn chúng không dám đâu. Cô gái áo vải nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có người chống lưng. Diệp Huyên gật đầu, bọn chúng không dám phải vạn pháp cảnh ra đâu, các ngươi có sợ thần hợp cảnh hay không? Cô gái áo vải bình thản đáp, từng giết vô số. Diệp Huyên im lặng trong một giây, sau đó nói, ta tự giới thiệu bản thân mình, Thanh Châu Khương Quốc, viện trưởng học viện Thương Lan, Diệp Huyên. Cô gái áo vải lấy một chiếc bánh nướng ra, cắn một miếng, sau đó đáp, Trung Thổ Thần Châu, nhà họ Lục, Lục Bán Trang. Tên nam tử đứng bên cạnh cô gái áo vải, bề ngoài có phần gầy gò nhìn Diệp Huyên, Trung Thổ Thần Châu, nhà họ Dạ, Dạ Ly. Trung Thổ Thần Châu, Thượng Thanh Tông, Lăng Hàn. Trung Thổ Thần Châu, nhà họ Mạc, Mạc Vũ. Trung Thổ Thần Châu, Nam Cảnh, Nam Khai Minh. Trung Thổ Thần Châu, Thánh Địa Cam Vô Vi. Chương 255, làm thịt chúng. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, nhưng trong lòng thì cảm thấy khá ngạc nhiên. Bởi vì toàn bộ đám người đứng trước mặt hắn đều tới từ Trung Thổ Thần Châu. Tại sao người ở Trung Thổ Thần Châu lại chạy tới đây? Diệp Huyên thắc mắc chuyện này, phải biết Trung Thổ Thần Châu cách nơi này rất xa đó. Dường như cô gái áo vải hiểu được thắc mắc trong lòng Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn, sau đó nói, rèn luyện, xông xáo. Không có ai âm thầm hỗ trợ cả. Rèn luyện, xông xáo. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Đám người trước mặt tới đây để rèn luyện, hơn nữa còn không mang theo bất kỳ cao thủ nào cả, tự mình tới nơi này. Đây mới là rèn luyện và xông xáo thật sự. Nếu như dẫn cao thủ theo thì không gọi là rèn luyện và xông xáo, mà phải gọi là giả heo ăn thịt hổ. Đúng lúc này, nam tử tên Dạ Ly ở bên cạnh cô gái áo vải kia đột nhiên nhìn Diệp Huyên, hỏi, ngươi là viện trưởng của học viện Thương Lan hả? Diệp Huyên gật đầu. Sắc mặt Dạ Ly trở nên quái dị, bởi vì Diệp Huyên còn quá trẻ tuổi. Dạ Ly dịch người sang một bên, tên nam tử cầm trường thương, cũng chính là Mạc Vũ đột nhiên nói, học viện Thương Lan các ngươi ở Trung Thổ Thần Châu đỉnh lắm. Diệp Huyên lắc đầu, không có quan hệ gì với ta cả. Nghe Diệp Huyên nói vậy, cả đám người không kìm được lòng, nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên vẽ một vòng tròn lớn lên trên mặt đất, hiện giờ vị trí đại khái của chúng ta là ở đây, cách đế đô Đường Quốc ít nhất cũng cả nghìn dặm, trên lộ trình nghìn dặm này, tối thiểu cũng phải vượt qua 12 tòa thành. Đúng lúc này, cô gái áo vải đột nhiên nói, tới đế đô Đường Quốc. Diệp Huyên ngừng lại, hỏi, không dám à? Tất cả những người có mặt đưa mắt nhìn nhau, cô gái áo vải nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên trầm giọng nói, bây giờ chúng ta đã không còn đường quay về nữa, chúng ta tiến tới trước sẽ khiến bọn chúng không ngờ tới. Nói tới đây, hắn dừng lại đôi chút, sau đó nói tiếp, thứ cho ta nói thẳng, hiện giờ các vị đã là thông u cảnh, muốn tăng cảnh giới lên nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tiền, chắc hẳn số tiền mới cướp được không có tác dụng gì lớn với các vị đâu nhỉ. Tu luyện chính là quá trình đốt tiền. Đám người này làm lính đánh thuê thật ra cũng là để kiếm tiền, sau đó mua tài nguyên tu luyện, để cao cảnh giới. Dù thiên phú tốt đi chăng nữa, nếu không có tiền thì vẫn nửa bước khó đi. Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía cô gái áo vải Lục Bán Trang. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyên, có kế hoạch gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một chút, sau đó đáp, không có kế hoạch gì cả, cướp xong thì chạy. Cướp xong thì chạy. Cô gái áo vải gật đầu, được. Rất nhanh mọi người đã nhảy lên trên sói đen. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyên và Lục Bán Trang, đoàn người tiến sâu vào trong lãnh thổ Đường Quốc. Mười mấy người đều là thiên tài đỉnh cao, có thể nói chỉ cần không gặp phải cường giả vạn pháp cảnh hay đại quân thì bọn họ không cần sợ bất kỳ ai cả. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đã đi tới một tòa thành cổ, bọn họ cũng không quan tâm tên thành là gì. Xông thẳng vào bên trong, tiến thẳng đến phủ thành chủ. Mỗi một tòa thành đều có phủ thành chủ chính là cơ cấu cao nhất của một tòa thành, cũng có thể nói đó là nơi giàu có nhất ngoại trừ thương hội Túy Tiên Lâu. Diệp Huyên đương nhiên không thể dẫn đám người này đi cướp Túy Tiên Lâu được, vì vậy phủ thành chủ trở thành đối tượng tốt nhất của bọn họ. Đoàn người dùng tốc độ cực nhanh, xông vọt vào trong phủ thành chủ, trong quá trình đó đương nhiên cũng gặp phải rất nhiều binh sĩ.
nhưng đám binh sĩ này không thể ngăn cản được bọn họ. Diệp Huyên và Lục Bán Trang xông thẳng vào trong kho báu của phủ thành chủ, không nói nhảm lời nào cả, hai người điên cuồng vơ vét tất cả mọi thứ ở bên trong. Chỉ trong vài khắc, cả bảo khố đã trống rỗng. Chừng 5 phút sau, nhóm Diệp Huyên xông ra ngoài thành, tiếp tục tiến tới tòa thành tiếp theo. Khi đám người Diệp Huyên rời đi không lâu, một đội kỵ binh áo đen xông vào trong thành. Đội kỵ binh áo đen này có tổng cộng chừng 300 người, mỗi một người đều mang trường đao màu đen, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, sắc bén. Hắc đao vệ. Đó là những người hầu trung thành nhất của Hoàng thất Đường Quốc, mỗi người thấp nhất cũng là lăng không cảnh đỉnh cao, đều là những chiến binh tinh nhuệ trải qua hàng trăm trận chiến được Đường Quốc tuyển chọn cẩn thận từ các quân doanh. Người cầm đầu là một tên nam tử đeo mặt nạ, gã ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, đuổi theo. Rất nhanh đám hắc đao vệ đã xông ra ngoài thành. Bên trong dãy núi, đám người Diệp Huyên vẫn đang phi nước đại. Cách Diệp Huyên không xa, Lục Bán Trang đột nhiên nói, có một đội kỵ binh đuổi sau lưng, chừng 300 người. Không phải kỵ binh bình thường, rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu, đuổi kịp được chúng ta không? Lục Bán Trang lắc đầu, không đuổi kịp. Diệp Huyên đáp, vậy thì mặc kệ bọn chúng ta tới tòa thành tiếp theo. Nói tới đây, hắn đột nhiên lớn tiếng hô, khi nãy ít nhất cũng thu được 50 triệu kim tệ, 3 món linh khí cực phẩm, một ít đồ linh tinh khác nữa. Ồ! Mọi người lập tức phá lên cười, làm thịt chúng, ha ha. Xông lên, cướp bóc nào. Phát tài thôi, ha ha. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, ngươi không hề giống một kiếm tu, ngươi giống thổ phỉ hơn. Diệp Huyên. Chương 256, ngươi và An Lan Tú là ngoại lệ. Rất nhanh, đám người Diệp Huyên cưỡi sói đen chạy tới một tòa thành cổ, trên tường tòa thành cổ này đã đứng đầy binh sĩ, tay chúng cầm trường cung. Khi thấy cảnh này, đám người sau lưng Diệp Huyên vừa định xông lên thì Diệp Huyên đột nhiên nói, đi đường vòng nào. Đường vòng. Cả đám người ngẩn ra, không cướp sao. Diệp Huyên trầm giọng nói, tin ta, đi vòng nào. Nói xong, hắn cưỡi sói đen xoay người rời đi. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, đi theo hắn. Rất nhanh nhóm người đã chuyển hướng, chỉ trong thời gian ngắn đã biến mất trước mặt đám binh sĩ kia. Khi thấy cảnh này, sắc mặt một tên tướng lĩnh trên tường thành trở nên dữ tợn, đáng chết. Chưa đầy 10 phút sau, mấy trăm kỵ binh đi tới dưới thành, đó chính là hắc đao vệ. Tên nam tử đeo mặt nạ cầm đầu ngẩng đầu lên nhìn phía trên tường thành, tên tướng lĩnh bên trên đó trầm giọng nói, bọn chúng đi rồi. Lúc này, tên nam tử đeo mặt nạ đột nhiên hô lên, không ổn rồi, bọn chúng tới tòa thành tiếp theo. Đi thôi. Vừa nói xong, mấy trăm kỵ binh lập tức chuyển hướng. Ở một nơi khác, đám người Diệp Huyên đang phi nước đại ở trong dãy núi. Địa hình ở khu vực này rất phức tạp, cũng may đàn sói đen cõng bọn họ đủ mạnh mẽ, địa hình phức hoàn toàn không tạo thành trở ngại gì với đàn sói này, nếu không thì bọn họ tuyệt đối không thể thâm nhập vào trong lãnh thổ Đường Quốc. Lúc này Lục Bán Trang ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi sợ bị bọn chúng ngăn chặn, chúng ta bị đám kỵ binh sau lưng đuổi kịp sao? Diệp Huyên gật đầu, chúng ta chỉ có 13 người, phải tốc chiến tốc thắng. Một khi bị bao vây thì chờ khi đám kỵ binh kia và đại quân chạy đến, chúng ta có mọc cánh cũng không thoát nổi. Lục Bán Trang nhìn về phía xa, chắc hẳn bọn chúng còn có chiêu khác. Diệp Huyên gật đầu, vậy nên tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn nữa. Nói xong hắn nhìn xung quanh, mọi người này, chốc nữa nếu đánh nhau thì nhất định phải dốc hết sức, đừng có nương tay đó. Cả đám đều gật đầu, họ quá hiểu tình hình của mình hiện giờ, chắc chắn không dám khinh thường. Cho dù đều là thiên tài yêu nghiệt nhưng hiện giờ bọn họ đang đối mặt với cả một quốc gia, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến họ cảm thấy kích thích tột cùng. Đánh cướp một quốc gia đó. Sau khi trở về họ có thể chém gió được rồi. Không lâu sau, một tòa thành xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Tòa thành này lớn hơn hai tòa thành trước đó rất nhiều. Đây là một tòa thành lớn. Sắc mặt mọi người dần trở nên nghiêm nghị. Chắc chắn sức phòng thủ của một tòa thành lớn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyên, giờ phải làm sao? Đám người cũng đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Huyên. Trải qua mấy việc trước đó, Diệp Huyên đã có chút uy tín trong lòng mọi người rồi, thậm chí là thiện cảm. Đặc biệt là lần trước Diệp Huyên không một mình chiếm lấy một nửa mà đồng ý chia đều cho tất cả mọi người. Hắn không phải hạng tham lam. Không ai thích một kẻ lòng tham không đáy cả. Diệp Huyên im lặng trong một giây,
sau đó nói, làm thịt nó, nếu lần này thành công thì chắc chắn mọi người sẽ kiếm lớn. Nói xong, hắn cầm đầu, xông ra bên ngoài. Giả Ly đứng bên cạnh Lục Bán Trang đột nhiên lên tiếng, người này rất được đó, sau khi chuyện này kết thúc, đại tỷ thử hỏi xem hắn có bằng lòng gia nhập vào chúng ta, mọi người cùng nhau xông xáo hay không nhé. Nghe vậy, những người đứng sau lưng Lục Bán Trang đều gật đầu, tỏ thái độ đồng ý. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyên ở phía xa xa, đến lúc đó sẽ hỏi thử, đi nào. Nói xong, cả đoàn người xông ra phía bên ngoài. Tốc độ của đám người Diệp Huyên rất nhanh, nhanh hơn so với ngựa bình thường nhiều, đặc biệt là khi lao tới, tốc độ rất kinh khủng. Ai vậy? Có người đứng trên tường thành gầm thét. Lúc này, có một luồng kiếm quang chém ngang bay tới. Ầm. Tường thành ầm ầm vỡ vụn, mười mấy người Diệp Huyên xông thẳng vào trong thành, cả đoàn người xông thẳng tới phủ thành chủ, nhưng rất nhanh sau đó đã có một đội binh sĩ ngăn cản trước mặt bọn họ. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, giết qua. Vừa dứt lời, hắn búng tay một cái, kiếm liên tú bay ra ngoài, chém tới. Phụt 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 phụt. Đầu mấy tên binh sĩ đứng cách đó không xa lập tức bay ra ngoài, đám người Lục Bán Trang cũng ra tay. Thế không thể đỡ. Chỉ trong nháy mắt, 13 người Diệp Huyên đã chia cắt trận hình của đám binh sĩ kia, xông thẳng tới phủ thành chủ. Cho dù trên đường đi có binh sĩ bao vây, nhưng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với 13 người Diệp Huyên cả. Diệp Huyên và Lục Bán Trang đi đầu, gặp kẻ nào giết kẻ đó, mà đám người theo sau họ không có ai yếu ớt cả. Cứ như vậy, mọi người xông vào trong phủ thành chủ. Đúng lúc này, có mấy hơi thở mạnh mẽ đột nhiên đánh thẳng tới trước mặt bọn họ. Cường giả thần hợp cảnh. Còn là ba tên. Diệp Huyên đang định ra tay thì Lục Bán Trang ở bên cạnh hắn đột nhiên xông tới. Tốc độ của nàng ta rất nhanh, thân thể xé rách không khí, Diệp Huyên còn chưa thấy rõ thì một tên cường giả thần hợp cảnh cách đó không xa đã bị chấn bay ra ngoài, sau đó không đứng lên được nữa. Diệp Huyên cảm thấy khá ngạc nhiên, cô gái này rất mạnh mẽ đó. Sau khi thấy cảnh này, hai tên cường giả thần hợp cảnh khác không hề ra tay, quả quyết xoay người chạy trốn. Cả hai đều không ngu, đánh tiếp thì chẳng khác nào đi chịu chết. Lục Bán Trang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, trình độ võ giả Thanh Châu rất kém. Nói tới đây, dường như nàng ta nghĩ tới điều gì, nói lại, trong số những người ta từng gặp, chỉ có ngươi và An Lan Tú là ngoại lệ. Nói xong nàng ta xoay người, rảo bước đi về phía xa. An Lan Tú. Diệp Huyên ngẩn người ra, sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh hai người đã tiến vào trong kho báu, cả hai không thèm nhìn, lao tới điên cuồng vơ vét. Một lúc sau, khi hai người định lao ra ngoài kho báu thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, hai vệt sáng lạnh lẽo chém về phía yết hầu Diệp Huyên và Lục Bán Trang, cùng lúc đó, chẳng biết từ khi nào, có hai bóng người xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Sát thủ thế giới ngầm. Chương 257, Viện Binh. Lại có sát thủ xuất hiện. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên dữ tợn, ngay sau đó chân phải của hắn đạp xuống đất, sau đó một bộ áo giáp màu vàng xuất hiện quanh người hắn. Giáp đại địa. Lúc này, có mấy con dao găm đâm vào những vị trí yếu hại trên người hắn, nhưng không có con dao nào đâm vào được. Diệp Huyên đột ngột quay người lại, đấm một cú về phía trước. Một quyền đánh vỡ đầu ngươi. Ầm. Một quyền đánh ra, bóng quỷ trước mặt hắn bị đánh nát. Ở bên cạnh Diệp Huyên, khi có hai vệt sánh lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện thì động tác của Lục Bán Trang còn nhanh hơn. Ngón cái và ngón trỏ của nàng ta nhẹ nhàng kẹp lấy, giữ chặt hai vệt sáng lạnh trước mặt nàng, sau đó nàng ta lên gối đánh tới trước. Rầm. Bóng quỷ trước mặt nàng lập tức vỡ vụn. Trong khoảnh khắc này, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Toàn bộ sát thủ thế giới ngầm biến mất. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, thế giới ngầm. Diệp Huyên gật đầu. Lục Bán Trang rời mắt đi, chốc nữa, rồi nói. Nói xong, hai người rời khỏi kho báu. Ở cổng phủ thành chủ, càng ngày càng có nhiều binh sĩ bao vây, chỉ là bọn chúng bị mấy người Giả Ly cản lại. Khi thấy đám người Giả Ly ngăn cản mấy trăm binh sĩ, trong lòng Diệp Huyên khiếp sợ vô cùng. Đám người này rất mạnh, mỗi một tên trong số đó đều từng trải qua vô số lần sống chết, lại thêm thiên phú của bọn họ cũng không tệ, và lại đều tới từ trung thổ thần châu. Vậy nên sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không hề yếu hơn thần hợp cảnh. Thế giới rộng lớn, thiên tài rất nhiều. Diệp Huyên cất giấu những suy nghĩ trong lòng đi,
hắn và Lục Bán Trang xông qua đám binh sĩ kia, lao ra ngoài. Ầm ầm. Dưới sự nỗ lực của hai người bọn họ, cả hai đã tạo ra được một con đường, 13 người cưỡi sói đen nhanh chóng biến mất ở phía cuối con đường. Khi bọn họ vừa ra khỏi thành, có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía sau lưng. Hắc đao vệ. Tên nam tử cầm đầu nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Huyên, tăng tốc, dùng toàn lực để tăng tốc. Mấy trăm kỵ binh lao vọt tới, tốc độ nhanh như tên bắn, khiến cả mặt đất đều rung chuyển. Ở ngoài thành, đám Diệp Huyên cũng đang dốc hết sức để tăng tốc. Nếu như chỉ có mấy trăm hắc đao vệ thì bọn họ cũng không quá sợ, mỗi một người trong số họ đều dư sức lấy một đánh mười. Nhưng vấn đề là nếu như chiến đấu với đám hắc đao vệ này, chắc chắn đại quân Đường Quốc sẽ đuổi tới kịp. Bọn họ có thể lấy một đánh mười, nhưng không thể lấy một địch trăm được. Nhất định phải chạy. Diệp Huyên đột nhiên nói, chạy vào trong núi lớn. Nghe vậy, bọn họ lập tức đổi hướng, chạy vào trong núi sâu. Khi thấy đám người Diệp Huyên tiến vào trong núi, sắc mặt đám hắc đao vệ đuổi theo sau lập tức trở lên khó coi. Nếu như bọn chúng cũng tiến vào trong núi, vậy tốc độ sẽ bị giảm xuống nhiều. Tên nam tử đeo mặt nạ nhìn theo hồi lâu, ánh mắt âm trầm rất đáng sợ. Đúng lúc này, một tên hắc đao vệ cưỡi ngựa đi tới bên cạnh nam tử đeo mặt nạ, đao thủ lĩnh, bệ hạ có lệnh, bảo chúng ta đừng để mất dấu, đang có viện binh chạy tới. Nam tử đeo mặt nạ nhíu mày, viện binh gì hả? Tên hắc đao vệ kia đáp, không rõ, bệ hạ nói đến lúc đó bọn họ sẽ liên lạc với chúng ta, bảo chúng ta phối hợp với bọn họ, tiến hành vây quét mười mấy người kia. Nam tử đeo mặt nạ im lặng một hồi, sau đó nói, đã điều tra ra thân phận của bọn chúng chưa? Đao vệ trầm giọng đáp, thiếu niên kiếm tu kia là Diệp Quốc sĩ Diệp Huyên của Khương Quốc, cũng là viện trưởng của Học viện Thương Lan. Diệp Huyên. Bàn tay phải của nam tử đeo mặt nạ siết chặt chuôi đao bên hông, gằn giọng, Diệp Huyên giỏi lắm. Chấm chấm chấm. Sâu trong dãy núi, đám người Diệp Huyên ngừng lại, cả đám người ngồi bên cạnh một đầm nước, mấy người giả ly ghé miệng xuống, uống từng ngụm nước lớn một. Sau khi xuống khỏi sói đen, dường như Diệp Huyên nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi Lục Bán Trang đang gặm bánh nướng ở cách đó không xa, các ngươi kiếm đàn sói này ở đâu vậy? Sói đen. Tốc độ của bầy sói đen này quá nhanh, hơn nữa thân thể vô cùng mạnh mẽ, có thể ngăn cản tên bắn, tốt hơn ngựa rất nhiều. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, mua được ở Trung Thổ Thần Châu. Mang đến từ Trung Thổ Thần Châu tới. Diệp Huyên gật đầu, đột nhiên nhìn về phía bên phải. Ở nơi đó có một người nam tử bị ba mũi tên ghim trên thân thể, hiện giờ hắn ta đang rút từng mũi tên ra ngoài. Diệp Huyên phát hiện ra khi người nam tử này rút ba mũi tên ra, gương mặt vô cảm, thậm chí còn không nhíu mày. Diệp Huyên do dự đôi chút, sau đó đi tới trước mặt người nam tử đó, búng tay một cái, một viên đan dược rơi ở trước mặt nam tử kia. Nam tử nhìn thoáng qua viên đan dược kia, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đan kim sang. Diệp Huyên gật đầu, thứ này có thể giúp vết thương của ngươi nhanh chóng lành lại, tiếp theo sẽ phải ác chiến đó. Ác chiến. Hắn biết Đường Quốc chắc chắn sẽ không để mặc cho đám người bọn hắn tùy ý làm loạn trong lãnh thổ Đường Quốc. Tiếp theo đây, Đường Quốc chắc chắn sẽ không tiếc bất kỳ cái giá nào để xử lý bọn họ. Nam tử ở trước mặt nhìn Diệp Huyên, thứ này đáng giá mấy trăm nghìn kim tệ đó. Diệp Huyên cười nói, ngươi thấy ta đang thu mua lòng người hay sao? Tất cả những người có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyên. Thu mua lòng người. Quả thật là có một số người suy nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, ta đang thu mua lòng người mà, người quang minh chính đại thì không nói lời mờ ám, Diệp Huyên ta muốn làm bạn với mọi người, có vấn đề gì sao? Ha ha. Ở một bên, Lăng Hàn đột nhiên phá lên cười, không vấn đề gì. Ngươi rất thú vị đó, Lăng Hàn này đồng ý kết bạn với ngươi. Đám người ở cạnh đó cũng phá lên cười. Rất thẳng thắn. Hiển nhiên đám người này thích sự thẳng thắn của Diệp Huyên, không chút che đậy. Đương nhiên quan trọng hơn là thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Không có ai mà không muốn làm bạn với một cường giả kiếm tu cả, hơn nữa tính cách của Diệp Huyên cũng rất hợp với đám người này. Nam tử ở trước mặt nhìn Diệp Huyên, đáp cảm ơn. Nói xong hắn nuốt viên đan kim sang kia vào. Sau đó nói, ta là Cố Vân Thanh, thuộc nhà họ Cố. Diệp Huyên cười đáp, ta nhớ tên ngươi rồi. Cố Vân Thanh cười xấu xa, dường như nghĩ tới chuyện gì,
Hắn ta lại hỏi tiếp, nói đi, đôi mắt ngươi làm sao vậy? Nghe vậy, cả đám người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Đôi mắt. Thật ra trước đó đám người này đều rất tò mò rồi, chỉ là không tiện hỏi, dù sao làm vậy thì có phần thiếu tôn trọng đối phương. Nhưng hiện giờ mọi người đã thân quen với nhau, cũng không cần kiêng kỵ chuyện đó nữa. Diệp Huyên cười đáp, tu luyện bị cắn ngược, sau đó bị mù. Đám người. Lúc này, Lục Bán Trang ở bên cạnh nói, tại sao sát thủ thế giới ngầm lại tham gia vào. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta không ngại kể cho các vị biết, ta có thù với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm ở Đại Dân Cảnh phát động lần chiến tranh này. Một nửa nguyên nhân khác chính là vì ta, bọn chúng muốn diệt trừ ta, nhưng cường giả vạn pháp cảnh của chúng không dám ra tay, vậy nên mới làm ra chuyện này. Ở gần đó, Dạ Ly Từ mà hỏi, Thế Giới Ngầm và Học viện Thương Mộc đều không tầm thường, sao giữa ngươi và bọn chúng lại có mối thù sống chết vậy? Diệp Huyên gật đầu, sau này bất cứ lúc nào sát thủ thế giới ngầm cũng có thể xuất hiện, nếu các người muốn rời khỏi thì ta cũng hoàn toàn hiểu được. Dạ Ly đây lắc đầu, chúng ta không sợ bàn chúng. Cổ Vân Thanh ở bên cạnh Dạ Ly cười nói, cho dù thế giới ngầm rất buồn nôn nhưng còn chưa tới mức chúng ta phải sợ bọn chúng. Nhưng sau này mọi người phải cẩn thận đó, đám sát thủ của thế giới ngầm rất lành nghề đấy. Chương 258, giết chết bọn chúng. Ở một bên khác, Lăng Hàn đột nhiên trầm giọng nói, nếu như là sát thủ thế giới ngầm ở Thanh Châu thì chúng ta sẽ không sợ gì cả, nhưng ta chỉ sợ bọn chúng là đám sát thủ đỉnh cao từ Trung Thổ Thần Châu tới. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Đám sát thủ ở Trung Thổ Thần Châu không hề đơn giản. Nếu như một đấu một trực diện, bọn họ không hề sợ hãi, nhưng sao đám người kia đồng ý chiến đấu chính diện với họ cho được? Tên bắn lén rất khó đề phòng. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Lúc này, Lục Bán Trang ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, không sao đâu. Mọi người nhìn về phía Lục Bán Trang bình thản nói, ai dám ngăn cản chúng ta kiếm tiền thì chúng ta giết kẻ đó. Nói tới đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta và hắn đối phó với đám sát thủ kia, bình thường các ngươi phải chú ý nhiều hơn, hiện giờ phải tập trung toàn bộ tinh thần cho ta không muốn có ai phải ra đi cả. Mọi người đều gật đầu tán thành. Diệp Huyên đi tới trước mặt Lục Bán Trang, đưa toàn bộ bảo vật vơ vét được ở phủ thành chủ ra ngoài, Lục Bán Trang cũng làm vậy. Khi có một đống bảo vật xuất hiện trên mặt đất, tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn đôi mắt. Diệp Huyên kiểm kê lại, sau đó nói tổng cộng có chừng 90 triệu kim tệ, trong đó có 7 món linh khí cực phẩm, 8 quyển võ kỹ, cho dù vẫn chưa đạt tới bậc địa nhưng tối thiểu cũng bán được 10 triệu. Còn có một ít vàng bạc và ngọc. Giá trị cũng chừng 10 triệu, ngoài đó ra lần này còn có thu hoạch bất ngờ, đó chính là linh thạch, tổng cộng chiếm được chừng 1 triệu viên linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm. Trên chợ, một viên linh thạch giá trị chừng 100 kim tệ. Linh thạch quý giá hơn kim tệ rất nhiều lần. Về phần linh thạch cực phẩm thì đó là thứ quan trọng nhất đối với bọn họ, tu luyện không thể rời khỏi linh thạch được. Lần này kiếm bộn rồi. Mọi người đều không kìm được lòng, nở nụ cười tươi. Diệp Huyên nói, các ngươi thử xem có ai cần mấy món linh khí cực phẩm này hay không, cần thì tự lấy đi, không cần thì cứ coi như kim tệ, mọi người cùng chia nhau. Cả đám người quan sát số linh khí cực phẩm kia, rất nhanh đã có hai người lấy hai món, sau đó dưới sự phân chia của Diệp Huyên và Lục Bán Trang, mọi người được chia cho một khoản tiền tài không tệ. Về phần Diệp Huyên, cho tới giờ hắn đã thu được 60 triệu kim tệ, trong đó có 4 món linh khí cực phẩm, 120.000 linh thạch cực phẩm. Cộng thêm tài sản trước đó của hắn, hiện giờ hắn đã có 8 món linh khí cực phẩm, kim tệ thì ước chừng 230 triệu. Nhìn thì rất nhiều nhưng thật ra lại rất ít. Bởi vì số tiền này không chỉ tiêu cho một mình hắn, tài nguyên tu luyện của ba người Mạc Vân Khởi, còn cả việc xây dựng Học viện Thương Lan cũng cần tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Và lại tạm thời Học viện Thương Lan không có cách kiếm tiền nào cả, nếu như hắn không đi ăn cướp, sợ rằng chẳng bao lâu nữa, tất cả thành viên của Học viện Thương Lan sẽ chết đói sạch. Áp lực rất lớn đó. Đúng lúc này, Diệp Huyên nhíu mày lại, ở phía xa, Lục Bán Trang cũng đứng dậy, đề phòng cảnh giác. Ngay lập tức, mọi người tập trung vào một chỗ. Diệp Huyên cầm kiếm liên tú trong tay, mặt không cảm xúc. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Đúng lúc này, từ trong rừng rậm phát ra âm thanh, cây cối rung động, đồng tử của Lục Bán Trang co lại, lui ra phía sau.
Lục Bán Trang vừa mới kịp nói thì từng người áo đen đột nhiên đi ra khỏi khu rừng, những người áo đen này tựa như quỷ mị, từ trong rừng rậm bay ra vậy, bọn chúng cũng không quá đông, chỉ chừng hơn 30 người mà thôi. Trên tay những người áo đen này có cầm một chiếc nỏ màu đen. Mỗi một chiếc nỏ đều là linh khí cực phẩm. Toàn bộ đám người áo đen này đều là thông u cảnh. Hơn nữa còn là thông u cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên cẩn thận phát hiện ra được, trước ngực những người này có hai chữ màu vàng khá lớn, Đại Vân. Đế quốc Đại Vân. Cùng lúc đó, có tiếng vó ngựa truyền tới từ phía sau lưng bọn họ. Hắc đao về. Hai mặt đều có địch. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyên, giờ phải làm sao? Khóe miệng Diệp Huyên tạo thành một đường cong dữ tợn, tay hắn cầm kiếm liên tú, chỉ về phía đám người áo đen, giết chết bọn chúng, cướp nỏ của bọn chúng. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, trong vòng 15 phút ngươi nhất định phải giết sạch bọn chúng, ta dẫn người đi ngăn cản đám kỵ binh ở sau lưng kia, ngươi chỉ có 15 phút thôi đó. Nói xong nàng ta xoay người đi về phía xa, 6 người theo ta nào. 6 người đi theo sau Lục Bán Trang, 5 người còn lại thì theo Diệp Huyên, không ai sợ cả. 15 phút, kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên chấn động liên hồi, hắn im lặng trong giây lát, sau đó đột nhiên giận dữ gầm lên, giết. Ong, tiếng kiếm ngâm vang vọng, 6 người xông thẳng về phía hơn 30 tên áo đen kia. Chương 259, huyết chiến. Khi 6 người Diệp Huyên tiến công về phía đám người áo đen kia, đột nhiên có mấy chục mũi nỏ màu bạc bắn thẳng về phía bọn họ. Những mũi nỏ này cũng đạt tới cấp bậc linh khí. Quá giàu có. Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, giận dữ hét lên tất cả ra đằng sau ta. 5 người không chút chần chừ, vội vàng đứng thành hàng, trốn ở sau lưng Diệp Huyên. Chân phải của Diệp Huyên đột nhiên đạp mạnh lên đất. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất chấn động liên hồi, sau đó đại địa chi lực lập tức bao quanh cơ thể hắn. Giáp đại địa. Diệp Huyên cầm kiếm liên tú trong tay, tranh thủ cơ hội này phóng ra từng luồng kiếm mang. Cho dù có kiếm mang ngăn cản đại đa số mũi nỏ nhưng vẫn có một số ít xuyên qua được kiếm quang, bắn lên trên người của hắn. Nhưng giáp đại địa ở trên người hắn đã ngăn cản toàn bộ số mũi nỏ này, dù vậy hắn vẫn cảm thấy rất đau. Khi đám người áo đen đang định bắn lần thứ hai thì chân phải của Diệp Huyên đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể như một mũi tên rời cung, bắn vụt tới đám người áo đen kia. Giết! Ở sau lưng Diệp Huyên, 5 người kia cũng xông theo sau hắn. Diệp Huyên còn chưa tới nơi thì kiếm liên tú trong tay hắn đã bay thẳng ra ngoài, chém tới, một chiêu này mang theo kiếm, chiến ý và kiếm ý. Quan trọng nhất là còn có đại địa chi lực. Tốc độ và lực lượng của một kiếm này đã vượt qua phạm trù thông u cảnh rồi. Phụt! Tên áo đen cầm đầu bị một kiếm này xuyên thủng bụng. Đúng lúc này, một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Huyên. Kiếm đại hắc! Diệp Huyên cầm kiếm đại hắc trong tay. Nhảy bật lên cao, xông thẳng tới trước mặt một người áo đen, sau đó đột nhiên bổ mạnh xuống. Lực lượng của một kiếm này thực sự là quá kinh khủng, dường như một kiếm có thể chém nát mặt đất, uy thế bá đạo vô song. Đồng tử tên áo đen đó co rụt lại, gã vứt bỏ chiếc nỏ trên tay ra, rút một thanh đao màu đen ở bên hông, chém lên kiếm đại hắc của Diệp Huyên. Cheng! Cả hai vừa mới va chạm thì thanh đao kia lập tức tan nát, cùng lúc đó, thân thể tên áo đen đó cũng bị nhát kiếm này của Diệp Huyên chém nát. Một kiếm chém nát. Sau khi có đại địa chi lực, thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Có thể nói trước đó hắn có thể tùy tiện chém giết một tên thông u cảnh, nhưng hiện giờ đám thông u cảnh này đều không phải là cường giả thông u cảnh bình thường, và lại để đánh nhanh thắng nhanh, hắn không dám ẩn giấu gì nữa, sử dụng luôn đại địa chi lực. Sau khi dùng một chiêu chém nát tên áo đen kia, hắn cầm kiếm quét ngang sang phía bên cạnh. Một luồng kiếm mang màu vàng vô cùng mạnh mẽ như cơn thủy triều, bay vọt ra ngoài. Ầm! Một tên áo đen ở cách đó mấy trượng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, kiếm liên tú gần như đồng thời xuyên qua giữa lông mày một tên áo đen khác. Giết! Diệp Huyên lại biến mất khỏi vị trí cũ, một luồng kiếm quang không ngừng lấp lóe ở quanh đây, đồng thời trên mặt đất cũng dần được nhuộm đỏ máu tươi. Không thể quên không nhắc tới 5 người đi theo Diệp Huyên được. Bọn họ cũng rất mạnh mẽ, ai trong số họ cũng có thể lấy một đánh mấy, hơn nữa không hề rơi xuống thế hạ phong. Đặc biệt là Lăng Hàn sử dụng trường thương, số người hắn ta giết được gần bằng với Diệp Huyên. Số người áo đen ở nơi này càng ngày càng ít. Mà ở sau lưng đám người Diệp Huyên, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết.
Bảy người đối chiến với mấy trăm hắc đao vệ. Cũng may hiện giờ đang ở trong rừng rậm, đám hắc đao vệ này không thể bày trận được, nếu không thì đám lục bán trang hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Cho dù là như vậy, tình hình của đám người lục bán trang vẫn rất tệ. Cho dù mạnh mẽ như lục bán trang thì giờ cũng đã bị thương. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã được 5 phút. Ở một nơi khác, Diệp Huyên đột nhiên ném thanh kiếm đại hắc trong tay về phía trước. Ở cách đó 10 trượng. Rầm. Thân thể người áo đen kia lập tức bị kiếm đại hắc nện nát bét. Tên người áo đen này ngã xuống đồng nghĩa với việc toàn bộ người áo đen xuất hiện ở chỗ này đã chết sạch. Nhưng đám người Diệp Huyên cũng đã bị thương nặng, may mắn chính là không có ai chết cả. Diệp Huyên nhanh chóng thu số cung nỏ của đám người áo đen và bao đựng mũi nỏ của bọn chúng lại, sau đó lập tức quay người chạy tới phía trước đi hỗ trợ bọn họ. Năm người sau lưng Diệp Huyên vội vàng chạy theo sau. Rất nhanh, đám người Diệp Huyên đã đi tới chiến trường đám lục bán trang đang chiến đấu. Bọn họ không nói nhảm gì, Diệp Huyên cầm kiếm đại hắc trong tay, ném về phía tên hắc đao vệ ở gần đó. Ầm, tên hắc đao vệ kia bị kiếm đại hắc nện thành thịt nát. Rút lui. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên từ giữa đám hắc đao vệ kia. Ngay sau đó, hắc đao vệ lập tức rút lui như thủy triều. Đám người Diệp Huyên không hề đuổi theo, bởi vì tình trạng của họ hiện giờ cũng không hề khả quan. Không lâu sau, đám hắc đao vệ kia đã rút lui khỏi rừng rậm, dừng ở trước một mảnh đất trống. Một tên hắc đao vệ bên cạnh nam tử đeo mặt nạ trầm giọng nói, đao thống lĩnh, đám người đó đã bị thương nặng, chúng ta có cơ hội chém giết bọn hắn. Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu, nơi đó quá nhỏ hẹp, không thích hợp cho chúng ta tác chiến, cho dù cuối cùng giết được bọn chúng nhưng với lực chiến của mười mấy người đó, sợ rằng chúng ta cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Nói xong, gã nhìn về phía rừng rậm tiếp tục tiến sâu vào bên trong chính là một đầm lầy, bọn chúng không thể vượt qua nơi đó được, chúng ta chỉ cần vây ở đây, chờ đợi viện quân đến. Một tên hắc đao vệ bên cạnh nam tử đeo mặt nạ trầm giọng nói, đao thống lĩnh, 13 người này đều là thiên tài yêu nghiệt, người bình thường vốn không phải là đối thủ của bọn chúng. Nam tử đeo mặt nạ cười lạnh, yên tâm đi, Diệp Huyên ở nơi này rồi, có rất nhiều người muốn hắn chết. Truyền lệnh xuống dưới, tất cả ổn định tinh thần, chớ để bọn chúng chạy trốn. Rõ. Các hắc đao vệ đồng thanh nói. Chương 260, lão phu đến trợ giúp Diệp công tử. Trong rừng rậm, đám người Diệp Huyên ngồi trước một đầm nước, hiện giờ một nửa đầm nước đã bị nhuộm đỏ, toàn bộ là máu của bọn họ. Trong trận chiến trước đó, gần như tất cả mọi người đều bị thương. Trong đó thảm nhất là một nam tử tên Thương Việt, toàn bộ chân phải của hắn ta đã bị chặt đứt. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thương Việt, lấy một viên đan kim sang ra, định đưa cho Thương Việt thì hắn ta lắc đầu đáp, đừng lãng phí. Diệp Huyên cưỡng ép nhét viên đan kim sang kia vào trong miệng Thương Việt, hắn ta nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên quét nhìn đám người này, cho dù mắt hắn không thấy gì nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hiện giờ tất cả mọi người đều đang rất mệt mỏi, bởi vì trận chiến khi trước đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của mọi người. Bị thương cộng thêm mệt mỏi, có thể nói tình cảnh hiện giờ của bọn họ rất tệ. Bầu không khí trở nên có phần nặng nề. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên cười nói, các ngươi có sợ không? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, chúng ta đã không còn đường lui, cùng lắm chỉ là chết mà thôi, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, mọi người đều nở nụ cười. Đúng vậy, cùng lắm chỉ là chết mà thôi, dù sao cũng không còn kết cục nào thảm hơn nữa. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, theo suy đoán của ta thì đám người ngoài kia đang chờ viện binh, chắc chắn là có viện binh tới, chỉ là không biết viện binh nào mà thôi. Khi nãy người của chúng ta cũng đã đi tới trước quan sát, cách đây không xa chính là một khu vực đầm lầy không nhìn thấy bờ, chúng ta muốn vượt qua đầm lầy đó thì đúng là chuyện viển vông. Điều duy nhất chúng ta có thể làm hiện giờ chính là giết ra ngoài, xông qua khỏi vòng vây. Đương nhiên chuyện này rất khó khăn. Bởi vì mấy trăm người đó đều là tinh anh đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa hiện giờ chúng ta đều bị thương nặng, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả. Mọi người đều im lặng. Diệp Huyên nhìn về phía Lục Bán Trang, có ý kiến khác không? Lục Bán Trang lắc đầu, không giết ra nổi. Đám người đó đều là tử sĩ, chắc chắn sẽ không lùi bước. Hiện giờ chúng ta đều đã bị thương nặng, cưỡng ép xông ra ngoài, vậy ngoài trừ một hai người ra thì số còn lại đều phải chết. Nói tới đây,
Nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên im lặng không nói. Đương nhiên là hắn hiểu ý của Lục Bán Trang, hắn không để ý tới một điều. Bây giờ hắn vẫn còn sức chiến đấu, Lục Bán Trang cũng vậy, cả hai bọn họ đều là người mạnh nhất, muốn xông ra ngoài cũng không quá khó khăn. Nhưng đám người Lăng Hàn đâu rồi? Cho dù đám người Lăng Hàn mạnh mẽ nhưng trải qua trận huyết chiến khi nãy, lực chiến của bọn họ tối đa cũng chỉ còn lại 5-6 phần mà thôi. Hiện giờ họ xông ra ngoài, đám binh lính kia hung hãn không sợ chết, đừng nói là đám người Lăng Hàn, ngay cả hắn và Lục Bán Trang cũng gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như không xông ra, chờ khi viện binh Đường Quốc tới, vậy chắc chắn mọi người chỉ có một con đường chết. Tình hình rất bất ổn. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở gần đó, Lục Bán Trang vô thức định ra tay nhưng bị Diệp Huyên ngăn cản lại. Bởi vì hắn rất quen với trang phục mặc trên người ông lão áo đen này, đó là trang phục của Túy Tiên Lâu. Ông lão rảo bước đi tới trước mặt Diệp Huyên, hơi khom người xuống thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyên đáp, hả? Ông lão trầm giọng nói, lão phu nhận lệnh của Ngũ Lâu Chủ, tới đây trợ giúp Diệp công tử. Ngũ Lâu Chủ. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hắn nhanh chóng nhớ ra được. Hiện giờ Khương Quốc Túy Tiên Lâu Cửu Lâu Chủ đã được thăng chức lên thành Ngũ Lâu Chủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, giúp đỡ như nào? Ông lão đáp, ở cách nơi này 300 dặm có một tòa thành tên là Quý Nam Thành, nhóm Diệp công tử nhất định phải tới Túy Tiên Lâu ở trong tòa thành này, bởi vì hiện giờ bốn phương tám hướng đều có đại quân Đường Quốc bao vây, các ngươi đi theo hướng khác chắc chắn là không thể chạy trốn được. Diệp Huyên nói, tiếp đi. Ông lão nhìn ra bên ngoài rừng trúc. Sau đó nói, chốc nữa người của Túy Tiên Lâu ta sẽ ra tay, đến lúc đó xin Diệp công tử và mọi người hãy nhân cơ hội rối loạn để lao ra, sau đó thì chạy thẳng tới Quý Nam Thành, trong đó đã có người của chúng ta tiếp ứng. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Ông lão nhìn đám người Diệp Huyên, hiện giờ các vị còn có thể ra tay không? Diệp Huyên nhìn về phía Lục Bán Trang im lặng một hồi rồi gật đầu, đi nào. Nói xong. Nàng ta nhìn về phía Thương Việt bị đứt chân ở gần đó, Thương Việt nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi đi đi. Ta không đi được nữa rồi. Lục Bán Trang nhìn về phía Dạ Ly ở bên cạnh, chốc nữa ngươi phụ trách chăm sóc hắn. Dạ Ly gật đầu, ta biết rồi. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyên thì nhìn về phía ông lão. Ông lão gật đầu, đúng lúc này có tiếng đánh nhau dày đặc vang lên từ phía bên ngoài rừng rậm. Diệp Huyên nói, đi thôi. Mọi người nhảy lên trên sói đen, sau đó 13 người phóng ra bên ngoài rừng rậm. Sau khi bọn họ xông ra ngoài rừng rậm, có mấy chục tên áo đen đang chiến đấu với hắc đao vệ, trong đó có 20 tên cường giả thần hợp cảnh. Diệp Huyên đi đầu tiên, kiếm liên tú không ngừng bay tới bay lui trước mặt hắn, mỗi một lần vung lên đều sẽ mang theo một dòng máu tươi. Đúng lúc này, tên nam tử đeo mặt nạ ở gần đó đột nhiên giận dữ quát cản chúng lại. Rất nhanh. Phần lớn hắc đao vệ đã xông tới bao vây lấy đám người Diệp Huyên, nhưng ngay sau đó đã bị những cường giả thần hợp cảnh của Túy Tiên Lâu ngăn cản lại. Đám người Diệp Huyên xông thẳng tới đám hắc đao vệ kia, nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt đám người Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm nghị. Cách đám người Diệp Huyên vài trăm trượng có một nam tử cầm yển nguyệt đao ở trong tay, người nam tử này khá trẻ tuổi, chỉ chừng 20, mái tóc dài rối tung xóa trước ngực, trên gương mặt mang theo một nụ cười dữ tợn. Phía sau tên nam tử này còn có 20 người khác trên tay cầm trường đao, trên người mặc áo giáp. Đúng lúc này, tên nam tử kia đột nhiên gầm lên, giết. Vừa dứt lời, gà xông thẳng về phía đám người Diệp Huyên, trường đao lê trên mặt đất khiến đốm lửa bắn khắp nơi, sau đó mặt đất rạn nứt, hơi thở của gá cũng điên cuồng tăng vọt lên. Thần hợp cảnh. Hơn nữa còn là một vị tông sư đao đạo. Chương 261, bảng yêu nghiệt. Tông sư đao đạo. Sắc mặt đám người Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm nghị. Cũng không có nghĩa là họ e ngại, nhưng lần này có một vị tông sư đao đạo xuất hiện, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên không chỉ đơn thuần là Đường Quốc nhắm vào bọn họ. Ở phía sau chắc chắn là Học viện Thương Mộc, Thế Giới Ngầm, thậm chí là Đế Quốc Đại Vân ở Đại Vân Cảnh. Tốc độ của đám người nam tử dùng trường đao rất nhanh, khí thế mạnh mẽ, rõ ràng chỉ có 20 người nhưng khí thế lại như thiên quân vạn mã. Thế. Đám người nam tử dùng trường đao còn chưa tới nhưng thế đã đánh tới. Luồng thế này ép bầy sói đen dưới người Diệp Huyên ngừng lại. Đúng lúc này, Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi đánh hắn hay là ta?
Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cánh tay làm ra tư thế mời, mời ngươi. Lục Bán Trang gật đầu, giao 20 tên còn lại cho ngươi đó, các huynh đệ còn lại cứ rút lui trước đi, đừng có ai nói nhảm, lập tức rời khỏi đây. Vừa dứt lời, nàng ta bay thẳng về phía trước, tốc độ rất nhanh khiến sau lưng nàng ta xuất hiện tàn ảnh. Dưới ánh mắt của mọi người, chân Lục Bán Trang điểm vào giữa không trung. Động tác giống như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng cái điểm chân này lại phá vỡ đao thế của nam tử dùng trường đao kia. Đồng tử nam tử dùng trường đao co lại, sau đó gã cầm đao vung một vòng tròn, chém lên trên. Vù! Không khí bị xé nát. Lục Bán Trang vẫn điểm chân xuống dưới. Rầm! Nam tử dùng trường đao lùi về sau mấy trượng, gã vừa dừng lại thì mặt đất dưới chân đã lập tức bị rạn nứt. Nam tử dùng trường đao nhìn chằm chằm vào Lục Bán Trang, ngươi không ở trên bảng võ. Lục Bán Trang nhìn về phía nam tử dùng trường đao, bảng võ. Ta chỉ biết bảng yêu nghiệt thôi. Vừa dứt lời, cơ thể nàng ta bay ra ngoài. Ở cách đó không xa, Dạ Ly bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, đại tỷ được ghi tên trên bảng yêu nghiệt. Bảng yêu nghiệt. Diệp Huyên gật đầu, không có suy nghĩ gì thêm, sau khi thấy Lục Bán Trang có thể chống lại tên nam tử dùng trường đao kia thì hắn nói, các ngươi đi trước đi. Vừa dứt lời, kiếm liên tú bên hông hắn bay ra phía bên ngoài. Ở cách đó, một tên nam tử mặc áo giáp tay cầm đao đột nhiên chém xuống kiếm liên tú của Diệp Huyên. Vù! Kiếm liên tú đánh nát trường đao của tên nam tử mặc áo giáp kia, sau đó tiến quân thần tốc, đâm vào trên áo giáp của đối phương, nhưng không ngờ bộ áo giáp trên người gã lại chặn được kiếm liên tú. Nhưng nam tử mặc áo giáp cũng bị một kiếm của Diệp Huyên chấn bay, liên tục lùi về phía sau. Đúng lúc này, một bàn tay cầm lấy kiếm liên tú, ngay sau đó, kiếm liên tú chém ngang, xuyên qua cổ nam tử mặc áo giáp này. Vù! Một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Ở nơi xa, ngay khi Diệp Huyên vừa lao tới thì đám người Dạ Ly đã cưỡi sói bỏ chạy. Đi! Bọn họ chưa từng chống lại mệnh lệnh của Lục Bán Trang. Hiện giờ không phải là lúc nói chuyện nghĩa khí, lúc này đối với Diệp Huyên và Lục Bán Trang thì càng ít người bọn họ càng dễ bỏ trốn. Ngay sau khi đám người Dạ Ly rời khỏi, Diệp Huyên lập tức bị 19 tên nam tử mặc giáp sắt bao vây lại. Hiện giờ hắn cũng không thể giết chết đối phương chỉ trong nháy mắt được nữa rồi. Bởi vì 19 tên nam tử mặc áo giáp kia cùng công cùng thủ, hiện giờ hắn hoàn toàn không có cơ hội giết ai trong nháy mắt, ngược lại còn có dấu hiệu bị áp chế. Mà ở một bên khác, Lục Bán Trang đang đè tên nam tử dùng trường đao kia ra mà đánh. Trong lòng Diệp Huyên vô cùng khiếp sợ. Nam tử dùng trường đao kia là một vị tông sư đao đạo, thế nhưng vẫn bị Lục Bán Trang đè ra đánh. Đúng là không đơn giản. Đúng lúc này, Lục Bán Trang ở gần đó đột nhiên nói, rút lui. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên vỗ một chưởng lên mặt đất. Ầm! Mặt đất xung quanh nàng ta và nam tử dùng trường đao bị nhấc lên, sau khi tĩnh lặng trong giây lát, một bóng người đột nhiên bay ra ngoài, đó chính là nam tử dùng trường đao kia. Nam tử dùng trường đao bay ra ngoài mười mấy trượng. Còn Lục Bán Trang thì đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ngay sau đó, hai tên nam tử mặc áo giáp ở hai bên trái phải bị đánh bay, rồi Lục Bán Trang dẫn theo Diệp Huyên xông vội ra phía bên ngoài. Vù! Chỉ trong nháy mắt, hai người đã xông ra ngoài 50 trượng. Khi đám người nam tử dùng trường đao định tiếp tục đuổi theo thì Lục Bán Trang và Diệp Huyên đã chạy được 100 trượng, kéo dài khoảng cách với bọn chúng. Nhưng khi bọn chúng định đuổi theo thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai đám người kia, đừng đuổi, cô gái đó ở trên bảng yêu nghiệt của Trung Thổ Thần Châu đó. Bảng yêu nghiệt. Nghe vậy, đôi mắt nam tử dùng trường đao nheo lại. Thanh Châu có bảng võ, còn Trung Thổ Thần Châu có bảng yêu nghiệt. Chất lượng của bảng yêu nghiệt thì bảng võ không thể so sánh nổi, phát biết bảng yêu nghiệt là mục tiêu của tất cả thiên tài ở Thanh Thương Giới. Có thể xuất hiện bên trên thì chắc chắc đều là yêu nghiệt đáng sợ nhất ở Thanh Thương Giới. Nam tử dùng trường đao trầm giọng hỏi, bên trên định làm gì? Sau khi im lặng hồi lâu, giọng nói kia lại vang lên, chờ mệnh lệnh, bên trên đã phái người tới đây rồi. Nam tử dùng trường đao gật đầu, gần giọng nói, bảng yêu nghiệt thì sao chứ? Hạ hầu đao ta tất giết nàng. Hạ hầu đao. Thứ 6 bảng võ Thanh Châu. Đám người Diệp Huyên đã rời đi. Cường giả Túy Tiên Lâu cũng lần lượt rời khỏi, nhưng chuyện này cũng chưa kết thúc. Ở nơi nào đó, Lục Bán Trang dẫn theo Diệp Huyên đột nhiên dừng lại. Hiện giờ sắc mặt Diệp Huyên đã tái nhợt,
hơi thở hỗn loạn, giống như bị bệnh nặng vậy. Tốc độ quá nhanh. Khi nãy tốc độ của Lục Bán Trang quá nhanh, nhanh tới mức bất thường. Có thể nói nếu như không phải hắn tu luyện tới kim thân cảnh thì sợ rằng cơ thể đã bị xé nát rồi. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, ngươi không chỉ tu võ tu kiếm, thân thể cũng rất mạnh mẽ, ngươi có hứng thú tới Trung Thổ Thần Châu sông pha một phen không? Diệp Huyên vỗ lồng ngực đang cảm thấy khó chịu, sau đó gật đầu, sẽ đi. Lục Bán Trang gật đầu, sau đó huýt sáo một tiếng, rất nhanh sau đó đã có hai con sói đen từ phía xa chạy đến, hai người nhảy lên trên thân sói đen, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Chương 262, gọi người đi. Diệp Huyên và Lục Bán Trang cưỡi sói đen phi nước đại, tốc độ của cả hai rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ đã đuổi kịp đám người Giả Ly. Khi thấy Diệp Huyên và Lục Bán Trang không sao cả, đám người Giả Ly thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Rất nhanh sau đó mọi người đã tới Quý Nam Thành, hiện giờ trên tường thành không hề có binh sĩ nào canh gác, không chỉ như vậy, khi bọn hắn đi tới trước tường thành, cửa thành đột nhiên mở ra, có một người đi ra ngoài nghênh đón. Ông lão rảo bước đi tới trước mặt Diệp Huyên, hơi khom người xuống thi lễ, mời Diệp công tử đi theo ta. Ông lão đi trước dẫn đường, cả đoàn người đi vào trong thành. Khi bọn họ tiến vào trong thành, có hơn 10 người áo đen lập tức xuất hiện ở xung quanh bọn họ. 8 người trong đó đã đạt tới thần hợp cảnh, những người này đều là cường giả Túy Tiên Lâu. Cứ như vậy, dưới sự hộ tống của các cường giả, Diệp Huyên tiến vào trong Túy Tiên Lâu, còn hơn 10 người áo đen kia thì canh gác ở xung quanh. Diệp Huyên. Khi biết tin Diệp Huyên xuất hiện trong lãnh thổ Đường Quốc, Ngũ Lâu chủ Khương Quốc lập tức thông báo cho Túy Tiên Lâu Đường Quốc, nhất định phải dốc hết sức để bảo vệ hắn. Không chỉ là như vậy, ngay cả Tam Lâu chủ ở Thanh Châu cũng truyền lời tới. Phải giúp đỡ Diệp Huyên hết sức. Cho dù Diệp Huyên có thù với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, nhưng Túy Tiên Lâu cũng mặc kệ chuyện đó. Đối với Túy Tiên Lâu mà nói, hiện giờ bọn họ đã xây dựng được quan hệ với sư đồ Diệp Huyên, hiện giờ đương nhiên họ phải dùng hết sức để lôi kéo. Mọi thứ đều có hai mặt, Túy Tiên Lâu làm vậy sẽ đắc tội với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, nhưng bọn họ sẽ nhận được tình hữu nghị với hai sư đồ Diệp Huyên. Trong gian phòng, cả đám người ngồi quanh một chiếc bàn đá lớn. Túy Tiên Lâu sớm đã chuẩn bị xong, không chỉ là đồ ăn, còn có một vị tông sư y đạo chữa trị cho mọi người, đãi ngộ quả thật là rất tốt. Hiển nhiên là mọi người đều đã rất đói, điên cuồng càn quét số đồ ăn trên bàn. Cách đó không xa, ông lão của Túy Tiên Lâu lặng lẽ đứng yên. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão vội vàng thi lễ, Diệp công tử có điều gì cần dặn dò sao? Diệp Huyên nói, ta phải xưng hô với ông như nào? Ông lão vội vàng đáp, Diệp công tử cứ gọi ta là Ngô quản sự. Đúng rồi, Bát Lô chủ của chúng ta đã đi điều tra tin tức, chốc nữa sẽ quay trở về. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn. Ông lão hơi khom người xuống, ông ta nhìn đám người Diệp Huyên, sau đó lặng lẽ lui xuống. Ngươi có quen với Túy Tiên Lâu hả? Lăng Hàn ở gần đó đột nhiên hỏi. Diệp Huyên gật đầu, có quen. Lăng Hàn gật đầu, dù là ở Trung Thổ Thần Châu thì Túy Tiên Lâu cũng có tiếng tăm rất lớn, không hề thua kém Học viện Thương Mộc và Học viện Thương Lan, bọn họ chịu đợi ngươi như vậy chứng tỏ ngươi không hề đơn giản chút nào. Diệp Huyên cười đáp, chẳng phải các vị cũng không hề đơn giản hay sao? Lăng Hàn cười xấu xa, không nói gì. Thật ra những người ở đây đều không đơn giản. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, trước đó thu được một đống nỏ linh khí cực phẩm. Ta muốn giữ số nỏ linh khí cực phẩm này lại, ta sẽ chia kim tệ cho các ngươi. Lục Bán Trang ở bên cạnh đột nhiên lắc đầu, ngươi giữ lại đi, không cần chia đâu. Diệp Huyên nhìn về phía Lục Bán Trang bình thản nói, ta coi ngươi là bạn, đừng từ chối. Giả Ly ở cạnh đó gặm đùi gà, sau đó gật đầu, đại tỷ nói rất đúng, tặng số linh khí cực phẩm kia cho ngươi đó, ngươi là bạn của chúng ta mà. Lăng Hàn gật đầu, Diệp Huynh là một người sảng khoái, cũng là một người trọng nghĩa khí, chúng ta kết bạn với người như ngươi. Diệp Huynh còn định nói gì thì Lục Bán Trang lại nhìn hắn, nói, nhận đi, đó là tấm lòng của mọi người, chớ có lằng nhằng thêm nữa, tương lai chúng ta cũng không khách khí với ngươi đâu. Diệp Huynh ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, vậy xin cảm ơn các vị huynh đệ. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên đột nhiên đi tới, người đàn ông trung niên này nhìn nhóm người Diệp Huynh. Sau đó ôm quyền nói, các vị, tại hạ là Bát Lâu chủ của Túy Tiên Lâu Đường Quốc. Cả đám người cũng đứng dậy đáp lễ. Bởi vì vị Bát Lâu chủ này đã đạt tới vạn pháp cảnh.
Bát Lô chủ đi tới trước mặt Diệp Huyên, trầm giọng nói, Diệp tiểu hữu, tình hình ở đây có phần không ổn. Diệp Huyên nhíu mày, sao vậy? Bát Lô chủ nhìn mọi người, theo tin tức ta nhận được, Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm treo thưởng ở Thanh Châu một cái giá trên trời để giết ngươi. Hiện giờ đã có ba người trên bảng võ chạy tới nơi này, thậm chí rất có thể là tên đứng đầu cũng tới đây. Bởi vì Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm đã treo thưởng võ kỹ bậc thiên trung phẩm và công pháp bậc thiên trung phẩm. Ngoài đó ra còn có một món linh khí bậc minh thượng phẩm nữa. Nói tới đây, ông ta dừng lại một chút, chuyện này cũng chưa tính là gì. Tình báo của Túy Tiên Lâu cho biết không biết bọn chúng đã dùng thứ gì để thuyết phục Kháo Sơn Vương của Đế Quốc Đại Vân. Hiện giờ Đế Quốc Đại Vân cũng đã ra tay, đội quân dùng nỏ áo đen mà các ngươi gặp phải trước đó chính là người Đế Quốc Đại Vân phái tới. Hiện giờ rất có thể bọn họ sẽ tạo áp lực với Khương Quốc, thậm chí là phái cường giả tới đây, hoặc có thể là họ đã đang trên đường tới rồi. Đám người Diệp Huyên trầm mặc. Bát Lâu chủ nói tiếp, còn nữa, từ bên Trung Thổ Thần Châu truyền tin tới, Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm đã điều người từ Trung Thổ Thần Châu tới đây. Nói tới đây, ông ta nhìn đám người Diệp Huyên, lần này bọn chúng đã không tiếc bất kỳ giá nào nữa rồi. Đúng lúc này Lục Bán Trang đột nhiên uống một hớp nước, sau đó đập mạnh cái bát lên trên bàn, gọi người đi. Ở gần đó, sau khi do dự đôi chút, Lăng Hàn nói, đại tỷ, gọi cả người trên bảng yêu nghiệt tới sao? Lục Bán Trang bình thản nói, gọi. Bát Lâu chủ. Chương 263, đánh chết chúng. Gọi người. Diệp Huyên lên tiếng, Lục cô nương, đây là chuyện của riêng ta, các vị không cần phải dây vào. Ta. Ai nói là chuyện của riêng ngươi? Lục Bán Trang liếc sang, lạnh lùng nói, chuyện của ngươi là chuyện của mọi người. Diệp Huyên. Giả Ly đang hăng say gặm đùi gà gần đó cũng lên tiếng, đại tỷ nói rất đúng. Diệp Huynh, đồng sinh cộng tử của chúng ta không phải lời chót lưỡi đầu môi đâu. Lăng Hàn gật đầu, Diệp Huynh, đây không còn là chuyện của một mình Huynh nữa. Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm lần này không chỉ chĩa mũi dùi vào Huynh mà còn vào chúng ta. Chúng ta không trêu chọc họ, họ lại năm lần bảy lượt đến khiêu khích, thật sự không thể nhịn được nữa. Lục Bán Trang bắn một ánh mắt lạnh căm căm về phía hắn ta, cái gì mà ngươi với chúng ta? Không phải mọi người đều cùng nhau sao? Lỡ mồm thôi. Lăng Hàn vội vàng cười làm lành rồi nói với Diệp Huyên, Diệp Huynh đừng để ý, mọi người đều cùng phe với nhau cả, đừng nghe người khác nói bậy bạ. Dù sao sau này nếu bọn ta có gặp khó khăn thì cũng không khách sáo với Huynh đâu. Giả Ly gật đầu cái dục, đánh chết chúng. Mọi người. Bát Lâu chủ đứng một bên quan sát họ với vẻ mặt phức tạp. Nhóm người Lục Bán Trang đều là những thiên tài tuyệt đỉnh đến từ Trung Thổ Thần Châu, ai ai cũng tâm cao khí ngạo, không để người thường vào mắt. Nhưng một khi đã công nhận ai thì sẽ vô cùng nghĩa khí với người đó. Việc Diệp Huyên được họ công nhận đã không chỉ đơn giản là vì thiên phú nữa. Tình nghĩa của thanh niên chính là như vậy, có khi bắt nguồn từ những thứ không thể giải thích, rồi còn bền bỉ hơn bạc vàng. Lục Bán Trang bỗng lấy một hòn đá truyền âm ra, rót huyền khí vào khiến nó run nhẹ một hồi. Sau đó, một giọng nữ vang lên, Lục bảo bối, nhớ ta rồi hả? Mọi người! Lục Bán Trang lạnh lùng đúc lại, Thanh Châu, Đường Quốc, tới đánh nhau. Bên kia im lặng một chốc trước khi thốt lên, tới ngay. Lời vừa dứt, đã truyền âm trở về trạng thái im lặng. Lục Bán Trang ngồi thụp xuống, nói với bọn Lăng Hàn, còn được ra đó làm gì? Gọi nhanh lên. Những người khác vội vàng lấy đá truyền âm của mình ra, không phải để gọi trưởng bối trong nhà mà là để gọi bạn bè. Dù sao với mấy vị thiên tài yêu nghiệt này, việc gọi trưởng bối chẳng khác gì việc đánh thua người ta rồi về nhà khóc lóc nhờ cha ra đánh thay vậy, vừa xấu hổ lại vừa hèn nhát. Người trẻ đánh nhau thì để người trẻ tới giải quyết. Cảnh tượng này khiến Bát Lâu chủ phì cười. Bản thân những chàng trai cô gái này đã không đơn giản rồi, bạn bè của họ còn có thể đơn giản sao? Lần này chắc chắn có trò hay để xem. Bỗng một lão già xuất hiện, thấp giọng thông báo, Lâu chủ, Túy Tiên Lâu ta đã bị gần 10.000 lính Đường Quốc bao vây. Mọi người yên tĩnh. Bát Lâu chủ gật đầu, chỉ có binh lính. Lão già lắc đầu, không, có một vài người trông không giống lính. Ngoài ra, quốc chủ Đường Quốc mời ngài đến đế đô một chuyến. Bát Lâu chủ lắc đầu cười nhạt, bảo với họ rằng không còn gì để nói nữa. Lão già nhìn Bát Lâu chủ một hồi trước khi gật đầu lùi ra. Bây giờ, Bát Lâu chủ nói với nhóm Diệp Huyên, chư vị hẳn đã mệt mỏi rồi,
xin hãy nghỉ ngơi một đêm. Chuyện khác không dám nói, nhưng đêm nay Túy Tiên Lâu ta sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vị. Sau đó ông ta cũng rời đi, để lại những người trong phòng trầm tư trong suy nghĩ. Lục Bán Trang ăn bánh nướng trong tay, không nói gì. Những người khác cũng điên cuồng quét sạch thức ăn trên bàn. Một hồi sau, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, mọi người này, Trung Thổ Thần Châu có vui không? Vui à? Những người khác lộ ra vẻ kỳ lạ trên gương mặt. Diệp Huyên cười, sao vậy? Lục Bán Trang nhìn hắn, không trả lời. Lăng Hàn khẽ lắc đầu, không vui đâu. Thế hệ trẻ ở đó, đánh nhau như cơm bữa. Hắn ta chỉ vào bản thân, nếu không nhờ đại tỷ ra tay thì ta đã bị đánh chết rồi. Diệp Huyên suy tư rồi nói, người như ta qua đó liệu có bị đánh không? Mọi người quan sát hắn một lượt, cuối cùng Lăng Hàn lắc đầu, khó nói lắm, còn phải xem đối thủ của ngươi là ai nữa. Diệp Huyên. Giả Ly bỗng xen vào, cạnh tranh ở Trung Thổ Thần Châu khốc liệt vô cùng, nhiều tài nguyên phải tự đi cướp mới có được, ngay cả trong gia tộc cũng phải tranh giành với nhau, không thì hai bàn tay trắng. Ai không muốn phải sống đời đớn hèn thì chỉ còn cách điên cuồng giành giật với nhau thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Thật ra nơi nào cũng có cạnh tranh kịch liệt, chỉ là Trung Thổ Thần Châu thì tàn khốc hơn thôi. Mọi người nhanh chóng càn quét hết thức ăn rồi đi nghỉ ngơi. Họ đã không được chợp mắt từ khi đặt chân vào thủ phủ Đường Quốc cho đến giờ, vì vậy ai nấy đều mệt lử cả người, có là võ giả cũng phải nghỉ ngơi. Diệp Huyên đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Túy Tiên Lâu đã bị lính Đường Quốc vây chặt ở giữa, một con ruồi cũng không lọt vào được, lại còn có thêm nhiều binh lính đang chạy đến. Quanh Túy Tiên Lâu là một trận pháp đã được khởi động, tuy không có tác dụng với cường giả vạn pháp cảnh nhưng lại rất hiệu quả với những binh lính bình thường này. Nhưng Diệp Huyên biết nó chỉ có thể ngăn cản tạm thời mà thôi. Thấy Lục Bán Trang đi đến kế bên, Diệp Huyên hỏi, không nghỉ ngơi à? Nàng ta dõi mắt nhìn xuống, lạnh nhạt đáp không cần. Diệp Huyên. Lục Bán Trang hỏi sau một hồi quan sát binh lính Đường Quốc, có tính toán gì không? Diệp Huyên im lặng một thoáng rồi đáp, càng ngày sẽ có càng nhiều người đến, chắc chắn đều là những người đứng đầu thế hệ trẻ ở Thanh Châu. Ta chỉ định đánh, không đánh chết chúng thì chúng đánh chết ta. Lục Bán Trang gật đầu, vậy thì đánh. Nói xong nàng ta lại lấy một cái bánh nướng từ đâu ra mà nhâm nhi. Diệp Huyên. Từng giờ từng phút trôi qua, sắc trời dần hừng sáng, Túy Tiên Lâu đã bị Linh Đường Quốc vây chặt bốn phía như nêm cối. Màu trắng bạc nhuộm sáng chân trời, mặt trời đỏ hồng chậm rãi dâng lên. Nhóm Giả Ly lục tục tỉnh giấc. Chương 264, ông đây không muốn liên lụy các ngươi. Bát Lâu chủ bỗng nhiên xuất hiện, nhìn tất cả một lượt rồi nói, Túy Tiên Lâu ta đã phái 30 cường giả thần hợp cảnh từ khắp nơi đến để hợp sức phá vây cùng chư vị, xin chư vị chớ ham chiến. Ông ta thoáng khựng lại rồi tiếp tục, sau khi phá vây, mong các vị lên đường cẩn thận. Rất xin lỗi vì Túy Tiên Lâu ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Diệp Huyên thấp giọng nói, lần này Túy Tiên Lâu giúp đỡ nhiều như vậy, ở Khương Quốc. Bát Lâu chủ cười xòa, không sao, sản nghiệp nhỏ thì bỏ là được. Các tiểu hữu hãy chuẩn bị sẵn sàng rồi xông ra. Nói xong, ông ta rời đi. Trong nhà, Lục Bán Trang xoay người hỏi, ai có vấn đề gì không? Mọi người lắc đầu. Lục Bán Trang chuẩn bị nói tiếp thì Thương Việt bỗng lên tiếng, đại tỷ, ta không đi đâu. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn ta tháo nhẫn trên tay xuống, đặt lên bàn, giúp ta mang cái này về cho đệ ta, nhiều đây cũng đủ để nó dùng trong thời gian dài. Bậy bà cái gì đấy? Lục Bán Trang quát lên, không đi là thế nào? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có chết ta cũng kéo xác ngươi đi. Đoạn nàng ta quay sang Cam Vô Vi, lão Cam cõng hắn. Những người còn lại chốc nữa vây quanh họ. Thương Việt còn định mở miệng thì đã bị Cam Vô Vi đi đến xốc lên. Thấy Lục Bán Trang nhìn sang, Diệp Huyên nói, cô và ta mở đường, không cần nương tay, giết được cứ giết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lục Bán Trang nhìn mọi người một lượt, phải sống hết cho ta. Nửa khắc sau, cửa chính Túy Tiên Lâu bật mở, 12 con sói lông đen tuyển chở hơn 30 cường giả thần hợp cảnh trên lưng vọt ra. Bắn tên. Tiếng thét phẫn nộ như sấm dậy vang lên. Hàng hà xa số những mũi tên bay về phía nhóm Diệp Huyên như một cơn cuồng phong gầm thét, che lấp tầm mắt họ. Nhóm Lăng Hàn thấy thế đều đanh mặt lại. Đúng lúc ấy, hơn 30 cường giả thần hợp cảnh phía trên họ bỗng nhiên phóng lên cao,
thả ra những luồng khí tức mạnh mẽ trực tiếp nghiền nát những mũi tên tiên phong. Sau đó mỗi người lật ra một tấm thuẫn màu đen nhánh che chở trên đầu nhóm Diệp Huyên trước làn mưa tên. Ở dưới, vô số binh lính tay cầm trường mâu đã chặn đường nhóm Diệp Huyên, không ai lui lại dù chỉ nửa bước. Thấy thế, Diệp Huyên bỗng lao ra ngoài, vào khoảnh khắc chạm đất thì ngưng tụ đại địa chi lực, kiếm đại hắc xuất hiện trong tay. Khóe môi hắn nhếch lên đầy dữ tợn, xách kiếm lao vào bọn lính, kiếm ý và chiến ý ồ ạt tuôn ra từ thanh đại kiếm, cộng thêm cả đại địa chi lực khiến hắn cho dù chỉ có một người nhưng lại có khí thế của thiên quân vạn mã. Khi còn cách đám lính mấy trượng, Diệp Huyên bỗng tung người nhảy lên, tay vung kiếm chém xuống chết hết cho ông. Quỳnh! Những tên lính gần hắn nhất bị một kiếm này chém cho nát bấy, vô số binh lính khác bị sức mạnh chấn động thổi bay. Mặt đất bị cày thành một cái rãnh sâu hoắm dài mấy chục trượng, sâu hơn 10 trượng. Hỗn loạn khắp nơi. Diệp Huyên xách đại kiếm xông vào vòng vây lính Đường Quốc, theo ta xông lên. Nhóm Lục Bán Trang theo sát hắn. Ban đầu, bọn họ thắng như trẻ tre dưới sự lãnh đạo của Diệp Huyên và Lục Bán Trang, nhưng khi họ muốn đẩy ra ngoài thì bị một người mặc giáp đen, tay cầm trường đao xuất hiện cản đường. Người này không ai khác chính là tông sư đao đạo Hạ Hầu Đao mà họ đã gặp hôm qua. Không những thế, xung quanh họ còn có mấy trăm hắc đao vệ bao vây. Hạ Hầu Đao trừng mắt nhìn đám Diệp Huyên, gần giọng quát muốn đi à? Đã hỏi ý ta chưa mà đi. Gã vác đao lên, hùng hổ lao vào nhóm Diệp Huyên, theo sau là 20 tên lính giáp đen cầm trường đao, cả người toát ra khí tức ác liệt. Diệp Huyên và Lục Bán Trang đồng loạt xông lên, chỉ tiếc rằng lần này không thể giết Hạ Hầu Đao trong nháy mắt mà lại bị cản lại. Mấy trăm tên hắc đao vệ và vô số binh lính vọt lên. Giết chúng. Giả Ly cười gằn rồi xông ra ngoài, nhanh chóng mất hút trong biển lính Đường Quốc. Tuy ai trong họ cũng đều rất mạnh, có thể lấy một địch mười mấy người, nhưng xung quanh có ít nhất 20.000 binh lính, đó là chưa tính đến hắc đao vệ. Số lượng áp đảo khiến họ căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Xa xa, Lục Bán Trang đột nhiên la lên với Diệp Huyên, cản lại một chút. Nàng ta búng mình đến trước nhóm Giả Ly, vung tay trưởng xuống đất vô cực băng. Duỳnh! Mặt đất trong chu vi 10 trượng quanh họ nổ vang tung tóe, vô số binh lính bị thổi bay ra ngoài, những tên ở gần nhất trở thành thịt vụn. Uy lực của chiêu thức không ngừng chấn động khiến nhóm lính còn lại phải lùi bước. Sắc mặt Lục Bán Trang trắng bệnh như tờ giấy, khóe môi có vết máu rỉ ra, hiển nhiên một trường ấy đã khiến nàng ta phải tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Nàng ta quay lại gầm lên, đi mau. Nhóm Giả Ly cuống quýt chạy đi, bỗng nhiên Thương Việt xoay người nhảy khỏi lưng Cam Vô Vi. Theo tầm mắt Thương Việt, những người khác nhìn thấy thân thể chi chít vết thương của Cam Vô Vi, đặc biệt là một vết rạch đẫm máu trước ngực sau khi chắn một đao thay cho Thương Việt. Nếu ban nãy Lục Bán Trang không đến kịp, hắn ta đã phải bỏ mạng rồi. Ta biết các ngươi không muốn bỏ ta lại, không muốn ta chết. Ta cũng không muốn chết. Thương Việt thì thầm với đôi mắt nhắm chặt, sau đó bỗng nhiên thét lên, nhưng ta làm sao có thể liên lụy tới các ngươi? Mẹ nó chứ, ông đây đã yếu lại còn ra gió. Bị đánh chết cũng cam lòng, không trách bất kỳ ai. Các ngươi liệu mà tu luyện cho đàng hoàng, sống thật tốt cho ta. Ngón út hắn ta khẽ nhúc nhích, chiếc nhẫn trên tay bay đến trước mặt Lục Bán Trang. Thương Việt tuét miệng cười, nhắn lại cho đệ đệ ta, sau này không được thua kém ai, bị đánh cứ đánh lại. Nhắn cho thê tử chưa cưới của ta không về được rồi, nàng hãy đi tìm người khác đi, ta chúc nàng hạnh phúc. Vừa dứt lời, hắn ta vung tay lên. Vỗ mạnh vào trán mình. Ầm. Sọ não nứt toạc, chỉ còn lại đôi mắt đờ đẫn nhìn nhóm Lục Bán Trang, các anh em, các ngươi an tâm đi được rồi. Chương 265, vậy giết cho đã tay đi. Khi thấy Thương Việt tự sát, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩn ra. Lăng Hàn ở bên cạnh giận dữ hét lên, mẹ kiếp, Thương Việt, ngươi đúng là đồ ngu. Ngu vô cùng. Cam Vô Vi ngồi xổm xuống, không ngừng đấm lên trên mặt đất. Nước nở, ngu ngốc, phí hoài công ông đây chặn một đao giúp ngươi. Đúng lúc này Lục Bán Trang gần đó đột nhiên gầm lên, đi, đi cho ta. Vừa dứt lời, nàng ta đã mạnh lên một thanh trường thương trên mặt đất, thanh thương bắn ra ngoài. Phụt! Mấy tên binh sĩ cách đó mấy trượng bị trường thương đâm xuyên qua, mất mạng ngay lập tức. Đám người Lăng Hàn cũng vội vàng nhảy lên mình sói, sau đó dưới sự dẫn đầu của Lục Bán Trang, phóng về phía xa. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã bị bao vây lại. Bởi vì kẻ địch thật sự quá đông,
Hiện giờ Diệp Huyên cũng bị vây kín lại, không có cách nào hỗ trợ cho bọn họ cả. Cường giả thần hợp cảnh của Túy Tiên Lâu cũng bị vô số binh sĩ kiềm chế, cũng may là có bọn họ, nếu không thì đám người Diệp Huyên không thể kiên trì tới bây giờ. Ở nơi xa, rầm, một tiếng nổ vang trời vang lên, bọn chúng bị trọng kiếm của Diệp Huyên chém lui mấy chục trượng, nhưng ngay sau đó, 20 người lại lao thẳng về phía hắn. Rầm rầm rầm, Diệp Huyên bị hơn 20 người vây công, liên tục lùi về sau mấy chục trượng, hiện giờ trên người hắn đã có mấy vết đao, mỗi vết đều rất sâu. Hắn vừa mới dừng lại thì 20 người kia đã lập tức xông về phía hắn, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra. Vù vù, hai luồng kiếm quang tựa như hai tia sét từ trong hốc mắt hắn bắn ra ngoài, ba tên binh sĩ giáp đen trước mặt hắn lập tức bị hai luồng kiếm quang này chém làm đôi, số đám binh sĩ giáp đen còn lại vội vàng lùi về sau tránh né hai luồng kiếm quang này. Lúc này Hạ Hầu đao đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên, ngay sau đó, một thanh đại đao bổ thẳng xuống đầu Diệp Huyên. Trong đao mang theo đao ý và đao thế, lực lượng bá đạo vô song. Khóe miệng Diệp Huyên tạo thành một đường cong dữ tợn, hắn không hề tránh né hay lùi lại, mà vung mạnh kiếm đại hắc trong tay lên. Cứng đối cứng. Rầm. Theo tiếng nổ chói tai vang lên, Hạ Hầu đao lập tức bị chấn bay ra ngoài vài chục trượng, Diệp Huyên cũng lùi về phía sau mấy trượng. Chỉ là hắn vừa mới dừng lại thì đã có hơn 10 tên mặc giáp đen xuất hiện ở xung quanh hắn. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Huyên bay ra ngoài, ngay sau đó, đầu một tên binh sĩ giáp đen ở bên trái Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài. Kiếm liên tú. Ngự kiếm thuật. Khi nhìn thấy kiếm liên tú, sắc mặt binh sĩ giáp đen lập tức thay đổi, vội vàng lùi về phía sau, cảnh giác đề phòng. Bọn chúng vô cùng kiêng dè thanh phi kiếm xuất quỷ nhập thần này. Mà lúc này, mấy người Lục Bán Trang cũng nhích tới gần Diệp Huyên. Mọi người dựa lưng vào nhau, xung quanh bọn họ là vô số binh sĩ và nhóm người Hạ Hầu đao. Hiện giờ bọn họ đã bị vây chặt như nêm cối. Cường giả của Túy Tiên Lâu cũng bị kéo chân, căn bản không thể giúp đỡ bọn họ được, thậm chí phải nói là bọn họ khó lòng tự bảo vệ được mình. Xung quanh bọn họ có ít nhất mấy chục nghìn binh sĩ đó. Đã rơi vào bước đường cùng. Vì giết chết bọn họ, Đường Quốc đã không tiếc bất kỳ cái giá nào. Diệp Huyên lau máu ở khóe miệng, cười nói, các vị, việc đã đến nước này thì nói gì cũng không có ý nghĩa nữa, vậy hãy để chúng ta thỏa thích giết chóc đi nào. Nói xong, chân phải hắn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân thể bay nhanh ra ngoài. Người còn chưa đến thì kiếm đã đến. Phụt! Đầu một tên binh sĩ lập tức bị một kiếm của hắn chém bay. Giả Ly đột nhiên gầm lên, vậy giết cho đã tay đi. Vừa dứt lời, hắn ta xông thẳng tới. Rất nhanh nhóm người Cam Vô Vi đã xông ra ngoài. Nhóm của Diệp Huyên đều là thiên tài trong cả chục nghìn người chưa chắc đã có một, nhưng khi đứng trước đại quân, bọn họ vẫn bất lực như thế này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.